Trời vừa tờ mờ sáng, khuyên đã thức dậy. Vệ sinh cá nhân nấu nướng xong, không kịp ăn sáng, cô đã xách xe đi. Hôm nay khuyên phải đến bệnh viện từ sớm. Cô đi xuống mua cái bánh mì không rồi mang lên phòng trực ăn. Mấy cô đồng nghiệp thấy ngày nào khuyên cũng gặp bánh mì, liền hỏi. Mày ăn như vậy rồi có ngày thành con mắm khô đấy. Ăn thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu. Sao không kiếm cái gì nước nước mà ăn cho dễ nuốt? Chả hiểu sao dạo này cứ ăn mấy cái món mà có ninh xương là em lại buồn nôn chị ạ. À? Chỉ nhai được bánh mì thôi. Hay mày có bầu rồi? Thế thì mừng cho mày. Cũng mau mau có bầu đi thôi chứ không mất chồng đấy. Chồng mày đẹp trai thế cơ mà. Khuyên nghe câu nói của đồng nghiệp mà như có ai đó tạt nước lạnh vào mặt mình. Mặt cô có chút tái lại. Nói như thế khác nào chia cô xấu, không xứng với chồng đâu mà nói thật là cô cũng xấu thật. So với Phước thì đúng là một trời một vực. Nước da khuyên đen sạm không đều màu lại còn mọc rất nhiều mụn, sần sùi như da cóc. Cho dù cô có bôi bao nhiêu lớp phấn lên mặt để che đi thì nhìn trực diện vẫn thấy ghê ghê. Mặt gầy xương, má hóp lại, mắt hơi lồi ra lờ đờ. dáng người lại lùn tịt, chỉ cao 1m50, gầy nhẳng. Người ta nói, nhất dáng nhì ra, thì khuyên đã mất cả hai thứ đó. Ban tối thì nhìn còn đỡ đỡ nếu như đã đánh kem phấn kỹ. Chứ nhìn ban ngày thì chắc chả ai dám nhìn vào mặt cô nếu như không che một lớp kem che khuyết điểm. Bởi vậy nên trước khi ra đường khuyên luôn mất rất nhiều thời gian để đánh phấn bôi kem. Những lúc như vậy Phước luôn nhìn cô rồi bảo Xấu thì có che mấy cũng chẳng khá hơn được đâu. Khuyên xấu thật, nhưng nếu lấy một người xấu xấu như mình hoặc cùng lắm là cũng bình bình thôi thì còn đỡ đằng này cô lại lấy được một anh chàng cao to đẹp trai nhất nhì làng lại còn học thức cao nữa chứ phước đúng là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái nhắm mắt mà vơ vội cũng tầm chục cô trong tay rồi ấy vậy mà đùng một cái rước ngay một cô vợ từ xã khác về mặt mũi thua xa cô gái xấu nhất làng thế mới có chuyện để cả làng bàn tán mãi vẫn chưa nguôi khuyên luôn tự nhủ sẽ bỏ ngoài tai tất cả những gì người ta nói nhưng mỗi lần nghe ai đó xì xào về nhan sắc của mình cô lại thấy tủi thân ghê gớm đàn bà mà ai chả muốn xinh đẹp có ai muốn mình xấu đâu nhưng sinh ra chót phải mang hình hài như vậy rồi thì biết phải làm sao cô nhìn mình trong gương rồi bật khóc Cô có thai 3 tháng rồi nhưng chưa nói cho chồng biết. Từ ngày thấy cơ thể khang khác thì cô đã tự biết đường đi khám. Dù gì cũng làm trong bệnh viện, những chuyện này cô đã quen. Nhưng chuyện mà cô phân vân nhất là có nên cho chồng biết hay không? Mà thực ra cũng chẳng có cơ hội để nói. Bởi vì Phước luôn tránh mặt cô, ngay cả lúc đi ngủ. Anh cũng cố tình để vợ ngủ say rồi một mình mới mò vào phòng ngủ trừ những hôm có hơi men trong người, đầu óc không còn tỉnh táo thì anh mới gần gũi vợ. Dạo gần đây không hiểu sao, ăn cái gì khuyên cũng muốn ói hết. Vốn dĩ đã gầy gò sẵn, giờ có bầu bị nghén nặng lại càng bị hành tợn, người càng cong queo như que củi. Thế mà bên nhà chồng chẳng ai để ý đến sự khác lạ của cô mà hỏi han lấy một câu. Đàn bà có thai hay tuổi thân nên khuyên hay khóc nhiều hơn muốn chạy về với mẹ nhưng lại không dám vì sợ mẹ buồn. Thế là đành bấm bụng chịu đựng, đêm đêm ôm gối khóc cạn nước mắt mà phước chớ hề hay biết. Vốn khuyên vẫn sống được yên ổn trong nhà chồng là vì nhà mẹ đẻ cô rất giàu có, lại chỉ có một đứa con gái là khuyên. Bà năm mẹ chồng của cô đã tính toán rất kỹ mẹ ruột của khuyên cũng đã lớn tuổi chẳng mấy chốc mà ra đi rồi mọi của cải sẽ thuộc về khuyên chứ đâu mà của khuyên thì chẳng phải cũng là của con trai bà sao khuyên ít nói nhưng không phải dạng hiền lành không biết gì sau đám cưới một hôm bà năm đã tìm gặp riêng cô và dỗ ngon dỗ ngọt dụ cô đưa tiền mừng và vàng cưới cho mẹ chồng giữ dùm khuyên không còn nhỏ để ngây ngô mà tin vào lời mẹ chồng Trước lúc lấy chồng, mẹ cô cũng đã dặn dò cô đủ thứ, kể cả chuyện mẹ chồng kêu giữ tiền hộ. Bạn bè cô cũng đã cảnh báo với cô, tiền đưa cho mẹ chồng giữ thì dễ, chứ lấy lại thì khó lắm. Gần 30 tuổi đầu mới lấy chồng nên khuyên không dễ gì mà sập bẫy mẹ chồng. Khuyên từ chối khéo và nói rằng, vàng cưới con đã đưa cho mẹ con giữ hết rồi, Tiền mừng của bạn bè cô cũng đã trả tiền sắm sửa, chỉ còn dăm triệu con cất để chi tiêu. Bà Năm nghe con dâu nói xong thì xa dầm mặt lại. Bà biết ngay khuyên cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì. Chỉ tức cái thằng con trai của bà đã mất công lấy vợ xấu vậy mà của nà trả được nước gì. Vàng thì cưới xong phải lấy liền đi chứ. Nhưng dù sao, cưới cũng cưới rồi, mang tiếng cũng là mang tiếng rồi bà Năm đành phải ngọt nhạt, bằng mặt mà không bằng lòng với Khuyên vì mấy miếng đất và của cải của bà Nguyên, mẹ ruột Khuyên. Cả nhà có mỗi ông Hòa bố chồng là thực lòng đối đãi tốt với cô. Sống một thời gian thấy Khuyên cũng biết trước biết sau nên cũng hay bênh vực cô lắm. Ông Hòa cũng có lần suýt cầm cái điếu cày phang vào người Phước vì cái tội suốt ngày đi chơi thâu đêm, không quan tâm đến vợ. Thế nên dù có không yêu vợ nhưng Phước cũng không dám tỏ thái độ trước mặt bố mình. Bà Năm cay cú với khuyên từ cái vụ giữ dùm vàng cưới mà cô không đồng tình nên thỉnh thoảng cũng mang chuyện này ra móc nhiếc con trai. Phước đang giàu vì bị bạn bè châm chọc ngoại hình của vợ. Về đến nhà lại bị mẹ lào bào khiến anh ta nhức cả đầu. Phước gắt lên. Thì chính mẹ xui con cưới cô ta chứ ai? Giờ cứ lôi ra nói con là sao? Bà Năm cũng không vừa, bà sẵn giọng Mày không ưng thì tao đè cổ mày ra bắt cưới được à? Thằng mất dậy. Đúng là Phước cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân này chứ không phải là không. Nguyên do cũng là vì Phước ra trường nhiều năm rồi mà không xin được việc đúng chuyên môn. Cứ suốt ngày làm mấy cái việc tay chân lấm lem mà tiền công trả được bao nhiêu. Chán nản, Phước suốt ngày theo lũ thanh niên trong làng hết nhậu nhẹt lại đánh bài cá độ tiền làm ra thì chẳng thấy đâu chỉ thấy nợ nần hết chỗ này đến chỗ khác ông bà năm cũng cắn răng muối mặt đi xin việc cho anh khắp nơi có chỗ phải biếu cho người ta cả trăm triệu chứ không ít thế nhưng mãi chẳng được việc gì có chỗ người ta nhận tiền rồi lại nhét phước vào làm công nhân trong nhà máy làm được mấy hôm phước không trụ được lại bỏ việc đúng lúc đang chán thì bà năm từ lời của ông bà hàng xóm biết được khuyên Khuyên là con gái làng bên, đã hơn 30 mà chưa lấy chồng. Là con một, nhà lại giàu nhất nhì xã. Họ hàng của Khuyên cũng toàn làm đến chức phó giám đốc, rồi cấp tá. Nghe mà ham. Lấy Khuyên về thì chẳng mất đồng bạc nào, Phước cũng nhất định có một công việc ngon lành. Phước lấy được Khuyên thì chỉ có được, chứ chả mất gì. Phước nghe nói xin việc thì mắt sáng lên cũng mang tiếng học hành đàng hoàng mà ra trường mãi không xin được việc. Bạn bè đứa nào cũng yên vị hết rồi. Có những đứa học cùng cấp 3 trả ra gì, rốt như bò, thế mà bây giờ cũng ông chủ này nọ, vợ đẹp con ngoan. Thỉnh thoảng chúng còn xì sẩm phước. Học cho lắm rồi ở nhà bám đít bố mẹ. Thế là Phước gật đầu, đồng ý theo hàng xóm qua làng bên gặp mặt khuyên. Phước đến nhà khuyên chơi vào buổi tối lúc mới gặp phước hơi ngần ngại vì khuyên cũng thật sự không xinh đẹp nhưng được cái này mất cái kia sau hai tuần đi đến chơi qua lại thì phước ngỏ lời với khuyên khuyên đồng ý thế là một tháng sau thì phước có quyết định làm việc ngay sau đó họ làm đám cưới phước hoàn toàn thất vọng khi chứng kiến tận mắt mặt mộc của vợ sau ngày cưới ban đầu hẹn hò, khuyên toàn gặp Phước vào buổi tối và khuyên đều trang điểm rất kỹ nên trong làn da cũng không đến nỗi nào. Đến khi về sống chung một nhà, Phước mới bật ngựa về nhan sắc của vợ. Công bằng mà nói thì khuyên cũng không quá xấu, mỗi cái Phước quá đẹp nên nhìn hai người như đôi đũa lệch. Phước chán nản đi suốt, rất ít khi ở nhà vào ngày Chủ nhật hai vợ chồng cùng làm trên huyện nhưng Phước chưa bao giờ chở vợ đi cùng. Phước cũng gần như không chuyện trò gì với vợ. Khuyên nhận ra thái độ của Phước ngay sau ngày cưới. Cô cũng nghe tiếng xì xào của hàng xóm nên rất hạn chế ra ngoài. Mỗi lần buộc phải đi đâu cô đều bịt mặt và che chắn rất kỹ. Bà Năm tuy không vừa ý con dâu nhưng cũng không dám quát nạt cô, chỉ dám móc mỉa đôi chút. Khuyên có thai bị nghén, không ăn uống được mấy nên người càng gầy đi, da nổi mụn ồ ạt như đĩa cơm cháy, gương mặt hốc hác, hai má hóp sâu lại, đã xấu nay lại càng xấu hơn. Phước lại càng chán trường, không thèm để ý đến cô. Hôm nay Khuyên thấy hơi mệt nên đã xin về sớm. Thấy con dâu về sớm hơn thường ngày nên bà Năm hỏi, sao nay về sớm thế, bình thường phải chiều mới về cơ mà dạ con thấy hơi mệt nên xin về sớm đi khám ạ à. thế bị làm sao dạ con có bầu rồi ạ à. ba tháng rồi nghe con dâu có bầu bà năm mừng lắm thế này thì à, a ra sản bên nhà nó trả cho chó bà thì cho ai bà vội dục khuyên vào phòng nghỉ ngơi để bà nấu cơm ăn cơm xong bà lại tất bật chuẩn bị ra vườn bắt con gà đặng hầm cho khuyên thì bà nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong sân hình như là ông hòa mấy ngày nay ông bận công việc trên xã vì đang trong thời gian bầu cử nên đi suốt ngày từ sáng đến tối mới về hôm nay ông lại về ăn cơm muộn ông cau mày thằng phước đâu nó lại không về ăn cơm hả bà năm thấy ông hòa khó chịu liền chống chế đâu có nó có về ăn rồi nhưng lại vừa có việc nên đi ra ngoài rồi nó vừa đi thì ông về đấy. Bà đấy, coi chừng cứ chiều chuộng nó rồi nó hư hồi nào không biết." Bà Năm cười sơn sớt. "Gớm, ông khéo lo, nó sắp có con đến nơi rồi, con nhỏ nữa đâu mà sợ nó hư hỏng." Ông Hòa nghe thấy bà Năm nói đến chuyện con cái thì ngừng lại, nhìn vợ ngạc nhiên. "Hả? Con khuyên có thai rồi hả? Con trai hay con gái? Mấy tháng rồi?" "Tôi đâu có biết, nó vừa nói sáng nay." Hình như 3 tháng thì phải. Sao mẹ con bà vô tâm vậy, nó có thai mà cũng không biết. Thì nó có nói đâu mà biết. Ông Hòa liếc bà năm không nói nữa mà đi thẳng vào nhà. Mãi 10 giờ tối, Phước mới mò mặt về. Thực ra là do bà năm gọi điện kêu báo là ông Hòa về, có hỏi anh đi đâu nên Phước mới chịu về sớm. Nếu không chắc cũng còn lâu anh mới về sớm thế này. Ông Hòa đang ngồi uống nước ở phòng khách nghe thấy tiếng xe máy dựng ngoài sân, ông nghiêm mặt lại nhìn ra. bố ạ, à, mày đi đâu giờ mới về hả? Vợ thì đang bầu bì thế kia, mà mày bỏ đi bạt mạng đến đêm mới về là sao? Phước nghe đến chuyện khuyên có bầu, thì chố mắt ra nhìn bố. Có bầu? Ai có bầu ạ? À? Ông Hòa bấy giờ mới bực bội quát lớn. Cái gì? Vợ mày có bầu mà mày cũng ngạc nhiên đến vậy hả? mày cũng không biết vợ có bầu luôn phải không? Cái nhà này có phải là nhà nữa không? Mày có phải là chồng không hả thằng kia? Phước xanh mặt khi thấy bố đùng đùng nổi giận, anh ta lắp bắp nói: "Tại tại cô ấy không nói chứ ạ." À? Không nói thì mày cũng phải để ý để tứ xem nó thế nào chứ. Vợ mày chứ có phải con hàng xóm đâu mà không thèm để ý đến nó. Bà Năm thấy chồng đang có vẻ rất giận con trai nên chen vào nói đỡ. Thôi mà ông, trách móc con nó làm gì, chúng nó đi làm cả ngày, tối về mới giáp mặt nhau, có nhiều thời gian gặp nhau đâu mà để ý với trả đệ tứ. Tôi là đàn bà mà còn không nhận ra nữa là thằng Phước, nó là đàn ông thì biết gì về chuyện chữa với đẻ. Ông Hòa quay sang bà Năm quát. Bà có im đi để tôi dạy con không hả? Cứ nói cái gì là bênh nó chầm chập. Phước vừa thấy vừa chửi mình xong, bố lại quát mẹ, liền khép lép nói vâng con biết rồi lần sau con sẽ để ý đến cô ấy hơn để con vào hỏi xem cô ấy thế nào đã bố nhé phước lấy cớ để chuồn thẳng khuyên đang nằm trên giường đọc sách thấy chồng về liền bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống giường ngồi dậy nói hôm nay anh về sớm vậy không về sớm ông già tận cho trận à phước hậm hực nhìn khuyên rồi đưa mắt nhìn xuống bụng vợ sao có bầu từ lúc nào mà không báo cho tôi. Báo hại ông già chửi cho vút mặt không kịp. Cô cũng hay lắm. Em cũng tính nói cho anh biết rồi, nhưng thấy anh đi cả ngày, đến tối thì về muộn, có khi lại còn bận nữa, em chưa kịp nói. Phước khinh khỉnh nói. Cô thì giỏi lý lẽ lắm rồi, thế mấy tháng rồi, con trai hay con gái? Được 3 tháng rồi anh ạ. Em đi siêu âm mà người ta chưa xác định được con trai hay con gái phải 4 tháng mới biết được. Được rồi, khi nào biết thì nói tôi. Vâng, em biết rồi ạ. Nói xong Phước bỏ đi tắm, khuyên biết đứa con này cô phải một mình bảo vệ và chăm sóc nó. Khuyên cúi xuống xoa xoa cái bụng còn chưa kịp nhô lên của mình, lòng nhen nhóm những tia hy vọng. Hy vọng đứa con này sẽ là cầu nối để bố mẹ nó gắn bó hơn. Hôm nay Khuyên có lịch đi khám thai trước khi đi cô có thông báo cho bà năm biết nên vừa về đến nhà bà đã hỏi sao rồi con trai hay con gái khuyên đi vào nhà bỏ túi sách xuống chán lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn tươi cười nói con trai ạ à. nói xong cô đưa phim siêu âm cho mẹ chồng xem bà năm vừa nhìn chằm chằm vào cái giấy siêu âm vừa hân hoan rồi đưa sang cho chồng xem tốt rồi vậy là nhà mình có cháu nối dõi rồi ông ạ à. May quá, ông xem, cái mũi này nó giống bố nó không cơ chứ? Ông Hòa nhìn vợ. Bà cứ làm quá lên, mới hơn 4 tháng. Làm gì mà giống mới chả khác? Nói xong, liền quay qua khuyên nói. Thằng Phước đâu, sao không bảo nó đưa đi khám mà lại đi một mình? Nghe ông Hòa hỏi, khuyên giật mình. Cô không thể nói sáng nay cô đã bảo anh trở đi, nhưng Phước đã gạt phắt đi vì bận đi đá bóng gì đấy với đám thanh niên làng khuyên bối rối đáp dạ anh phước có bận ở việc cơ quan bố ạ à? việc gì mà bằng vợ với con được thôi vào rửa mặt mũi rồi ăn cơm cho nóng con khuyên vâng dạ rồi quay người đi vào trong thay quần áo bà năm bỗng dưng lại vui ra mặt trông người gớm ghiếc vậy mà cũng mắn ra phết đấy ông hòa nghe vợ nói liền lừa một cái khiến bà năm cũng lạnh cả sống lưng bà ta quen thói nói xấu con dâu nên bật miệng nói ra, không nghĩ là chồng đang ngồi bên cạnh. Khuyên về làm dâu nhà ông Hòa cũng đã lâu, nhưng đa số người trong làng không biết mặt cô, bởi đi đâu Khuyên cũng bịt kín mít. Người này đồn người kia, người ta chỉ biết là cô xấu thôi, chứ xấu đến mức nào thì ít người được tận mắt chứng kiến. Mấy người bạn của Phước cũng chỉ được gặp cô vào ngày cưới, với lớp phấn dày cộm được trang điểm kỹ càng, thì khó ai phát hiện ra mặt mộc của cô như thế nào chỉ nghe một số người ít thấy được mặt mộc của cô kể lại rằng cô xấu lắm. Ngoài ra, những dịp liên hoan gặp gỡ bạn bè hay đám cưới đám xin gì của đám bạn mình, Phước cũng chưa từng dẫn Khuyên đi cùng. Chiều nay, Khuyên được về sớm, vừa tắm rửa xong thì có tin nhắn của Phước gửi đến. Lên nhà Tuấn sửa xe đón tôi, xe bị hư đang sửa. Khuyên hơi bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy Phước chủ động nhắn tin hay chủ động gọi điện cho mình nhờ vả chuyện gì tự dưng hôm nay phước lại làm vậy khiến khuyên bất ngờ lắm cô định lấy máy ra gọi nhưng suy nghĩ lại giây lát lại thôi phước đã nói vậy rồi thì cô cứ đi chứ gọi nhiều không khéo anh ta lại cáu nghĩ vậy khuyên khoác vội chiếc áo khoác rồi dắt xe ra đi luôn phước ngồi ở quán sửa xe máy cùng với vài người bạn cùng làng họ cũng đang sửa xe máy ở đây phước tình cờ gặp lại mà thôi khi đi về đến xã thì chiếc xe máy bỗng dưng dừng lại không để được nữa phước phải dắt bộ một đoạn mới đến cái quán sửa xe máy này anh sửa xe kêu là chắc còn lâu lắm nên nói phước cứ về nhà trước đi chắc tối mới xong phước chẳng biết nhờ ai nhờ bố thì không được mẹ thì không biết đi xe máy nên đường cùng mới phải nhắn tin cho vợ không ngờ là ngồi một lúc lại gặp thêm mấy người bạn cùng làng cũng bị hư xe vào đây sửa bọn họ đang ngồi nói chuyện một lúc thì khuyên đi xe đến khuyên chỉ bịt một cái khẩu trang mỏng và cũng không đội mũ bảo hiểm luôn vì từ nhà đến chỗ sửa xe máy này cùng làng nên khá gần với lại thấy chồng nhắn vậy nên khuyên cũng vội vàng đi luôn mà không kịp sửa soạn gì lên đến nơi thì thấy phước đang nói chuyện cùng mấy người bạn khuyên đứng bên ngoài dừng xe lại rồi gọi chồng em chào mọi người ạ à. Phước nghe tiếng vợ thì giật nảy mình nhìn ra ngoài. Cả mấy người bạn cũng ngừng lại nhìn về phía Khuyên. Phước thấy vợ liền đứng vắt dậy ra chỗ Khuyên gắt gỏng. Cô làm cái gì mà giờ mới đến? Thì anh vừa nhắn tin cho em, em đến luôn mà. Người vợ của anh sửa xe vừa thấy Khuyên liền hớn hở chạy ra ngoài đon đả mời chào. Ôi em, vào uống chén nước đã em. Vừa nói, cô vừa kéo tay Khuyên vào nhà rồi kéo cái ghế nhựa đang ở gần bàn uống nước của khách đưa cho cô nào chả mấy khi gặp em ngồi xuống uống cốc nước đi em thấy chị chủ nhiệt tình quá khuyên cũng không nỡ từ chối chị chủ rót một cốc nước lạnh đưa vào tận trước mặt cô uống đi em khuyên hơi miễn cưỡng nhưng cũng cởi khẩu trang ra để uống ngụm nước cho phải phép mấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh phước xương mắt lên nhìn xong bấm tay nhau cố nhịn cười phước ngồi bên cạnh mặt nóng lên bừng bừng anh lập tức đứng phắt dậy rồi đi lại gần khuyên nói về thôi phước hầm hầm mặt đi ra ngoài chỗ xe máy của khuyên nhưng không có chìa khóa xe máy phước giật lấy chìa khóa xe máy của khuyên đang cầm trên tay chưa kịp đưa cho chồng phước trừng mắt nhìn khuyên không nói không rằng tự nổ xe máy khuyên thấy thái độ của chồng đang nổi giận cũng biết ý không hỏi nhiều mà vội leo lên xe rồi mới lịch sự gật đầu chào vợ chồng chị chủ. Khuyên lên xe rồi thì mới nghe thấy tiếng cười vỡ òa của đám đông. Đương nhiên, Phước cũng nghe thấy, nhưng anh cố tình tăng ga mạnh hơn khiến Khuyên mất đà, suýt nữa ngã ngựa ra đằng sau. May mà tay vẫn kịp bấu vào hông chồng. Về đến nhà, Phước hộp hoặc dựng xe ở ngoài sân rồi hầm hầm cái mặt bước vào nhà khuyên đi theo sau cũng chẳng hiểu chuyện ra làm sao tự dưng chồng lại hục hoặc khó chịu với mình bà năm thấy thái độ của con trai như vậy tưởng hai vợ chồng cãi nhau liền lên tiếng hỏi sao vậy hai đứa lại cãi nhau à ở nhà hết chuyện rồi hay sao mà chạy ra đường cãi nhau dạ không ạ à, anh phước bị hư xe máy nên gọi con lên đón về mai mới sửa xong ạ à? bà năm nhìn khuyên bĩu môi coi thường Đúng là hôm nay khuyên xuề xòa quá Đi ra đường mà ăn mặc bộ đồ rộng thùng thình Đã vậy tóc tai thì buộc ngược ra đằng sau Y như bà thím Cái mặt thì để trống trơn Mụn nổi li ti Da sần sùi, sạm lại Do ảnh hưởng của thai kỳ Bà lắc đầu ngán ngẩm nhìn con dâu thở dài Đến bà nhìn mặt khuyên mà còn thấy ngán Thì con trai bà không biết đến cỡ nào Tự dưng bà Năm thấy tội nghiệp đứa con trai mình lại càng thêm phần ghét bỏ con dâu. Thôi vào dọn cơm ăn đi, bố mày chốc nữa về liền. Vâng ạ. Khuyên lủi thổi đi vào bếp dọn cơm. Bình thường có ông Hỏa ở nhà, bà Năm không dám sai vặt khuyên như thế. Nhất là lúc cô đang mang bầu thế này. Ít nhất là bà cũng phải xuống phụ con dâu dọn cơm nước, chứ không phải chỉ ngồi vắt chân uống nước chè như thế này được chiều, Phước tụ tập với đám thanh niên làng đi đá bóng. Đá bóng xong cả bọn rủ nhau đi làm vài cốc bia cho mát. Cuối buổi, các thanh niên chén chú chén anh đã bắt đầu ngà ngà say. Dựa vào thì lời ra. Bao nhiêu chuyện trước nay kiêng rẻ thì đều đem nói ra hết tuồn tuột. Chả biết từ bao giờ chuyện mấy thanh niên hôm trước gặp mặt khuyên ở quán sửa xe máy đã dâm gian khắp làng. Bọn thanh niên thì thầm với nhau mỗi lần nhìn thấy Phước rồi có đứa nào nhắc đến mấy chuyện ấy chúng lại nháy mắt nhau rồi liếc sang phía phước cười ồ lên thằng hùng không giấu được nữa nó thấy bọn kia cười ầm lên liền khoác vai phước lè nhè này anh hỏi thật chú nhé mỗi lần ngủ với nhau nhìn mặt vợ như vậy chú có giật mình sợ ma không cả đám hơ hớ ôm nhau cười phì cả lên phước đỏ mặt xấu hổ bọn thanh niên càng được nước chỉ vào mặt phước cười ha hả Mặt Phước đỏ gay gắt. Không chịu được nỗi nhục này, anh đứng lên túm cổ lấy thằng hùng rồi thúc cho nó một cái thật mạnh vào mặt. Cả đám bị bất ngờ không kịp can. Thằng hùng bị đánh cho chảy cả máu miệng thì hăm hở lao vào đòi đánh lại. Phước cũng chẳng vừa, cơn điên tiết đang dâng lên, anh cũng xông vào đấm đá túi bụi. Đám thanh niên phải phân làm hai phe vào can. "Phước, thôi đi, nó chỉ chọc mày thôi, chỗ anh em mà mày xử sự vậy hả?" anh em cái con khỉ tiên sư nó nó hạ nhục tao thì có càng can phước càng cứ lao vào chỗ thằng hùng đòi sống đòi chết thằng hùng cũng chẳng chịu thua nó vừa lấy cái tay lau máu trên miệng vừa nói thằng chó mày tưởng mày oai lắm đấy hả đàn ông mà nhục lấy con vợ xấu như thị nở để nhờ vả cái ngữ ấy á có cho không ông cũng chả thèm nhá mày thích thì tao chiều lại đây đấu tay đôi với tao xem đứa nào hơn đứa nào Thằng chó đẻ Cái đồ ghen ăn tức ở Mày thích chết Thì bố mày chiêu Cả đám thanh niên phải cố lắm mới tách cả hai ra được Cuộc liên hoan đành phải kết thúc sớm Để chia nhóm đưa Phước và thằng Hùng về Phước được một đám thanh niên cùng xóm hộ tống về đến tận nhà Phước đi về nhà Mặt mày hầm hầm đi vào Bộ dạng thì lôi thôi Như mới đánh lộn ở đâu về Ông Hòa thấy bộ dạng của con trai như vậy liền nghiêm giọng lại. Có vợ có con rồi, đi đâu thì cũng liệu liệu mà về. Đừng có mà chơi bời lêu lỏng để mặc vợ con ở nhà một mình như vậy. Vâng, con biết rồi. Đừng có mà chỉ biết cái mồm như vậy. Đàn ông phải làm nhiều hơn nói. Từ nay đi đâu thì đi. Về sớm đi, con vợ nó có nhờ thì làm giúp nó. Vâng. Phước cúi đầu chào bố mẹ rồi đi thẳng vào phòng. Nhìn thấy khuyên đang đọc sách, tự dưng anh thấy giận lây sang cô mặt cau lại giật cái gối ở dưới lưng khuyên quăng vào xó giường rồi leo lên úp mặt vào tường nằm nếu không có ông hòa đang ngồi ngoài phòng khách thì anh đã vác gối ra đó nằm cho đỡ tức rồi khuyên thấy chồng đi chơi về không đâu lại tỏ ra khó chịu với mình liền ngạc nhiên hỏi anh làm sao vậy có chuyện gì à cô còn hỏi nữa không phải vì cô thì là vì ai vì em em có làm gì đâu Sáng giờ em đi làm mới về Chiều nay ở nhà đến giờ luôn Có đi đâu đâu Phước tức tối Từ chiều lúc ở quán nhậu đến giờ Về đến nhà lại bị bố giáo huấn cho một trận Đang chưa biết xả vào đâu Thì gặp ngay được khuyên Không nói thì thôi Lại còn đụng chạm vào câu chuyện Đang nuốt không trôi được nãy giờ Phước như lên cơn bốc hỏa Vứt cái gối ra nhìn khuyên Cái mặt cô đấy Cô làm xấu mặt tôi Làm ơn từ nay đừng có ra ngoài nữa Xấu mà còn không biết cách che đậy lại Khuyên nghe chồng nói Mà cứ ngỡ như đang nghe một kẻ thù Chĩa súng vào phía mình Những lời nói này Là từ chính miệng chồng cô nói ra hay sao Khuyên đơ miệng Nước mắt từ đâu chảy ra ướt đẫm Phải Cô biết mình xấu Cũng biết có nhiều điều tiếng dèm pha Và cũng biết chồng mình luôn tỏ ra khó chịu Hẳn học cô về lý do này nhưng thốt ra những lời như thế đối với vợ mình thì có còn là con người nữa không khuyên bỏ cuốn sách lên bàn cố ngăn dòng nước mắt cay đắng đang cuồn cuộn dâng lên nói với chồng cuối cùng thì anh cũng đã nói ra sự thật đó là lý do anh luôn tỏ ra lạnh nhạt hằn học với em phải không cái đấy thì cô tự hiểu đi phước đã thầm thú nhận đó là sự thật giọt nước khuyên đang cố gằn xuống đã không được nữa Phước cũng chẳng thèm nhìn vợ lấy một cái hay ít ra là một lời xin lỗi dù có dối lòng trong lúc này. Anh coi thường em đến vậy, ghê tởm em đến vậy, sao lại còn cưới em? Đến tôi còn không hiểu tại sao lúc đó lại quyết định cưới cô nữa là. Anh không hề yêu em, càng không có một chút tình nghĩa gì với em. Được rồi, vậy chúng ta chia tay đi lời đề nghị bất ngờ của khuyên khiến phước càng lên cơn tức giận trong đầu anh ta chưa từng nghĩ đến tình huống này khuyên không có quyền bỏ anh ta chỉ anh ta mới có cái quyền đó khuyên như vậy là đang hạ thấp giá trị của chồng mình anh ta quắc mắt nhìn vợ cô tưởng tôi muốn làm chồng cô lắm hả được chia tay thì chia tay cô viết đơn đi khuyên đau đớn đến tột cùng khi phước cứ liên tiếp tuôn ra những lời tổn thương cô ngay cả lúc này lúc cô đang mang thai đứa con của anh anh cũng không hề nghĩ đến nó khuyên chỉ muốn ném lá đơn ly hôn vào mặt anh ta nhưng chợt cô nghĩ đến người mẹ già của mình mẹ chỉ có mình cô là con bao năm chưa lấy chồng cứ mang tiếng chẳng ma nào dòm ngó khiến bà đau khổ đứng ngồi không yên cho đến khi khuyên cưới bà mới có chút nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng bây giờ mà khuyên ly hôn sẽ mang tiếng là bị chồng bỏ làm sao bà chịu được cố sốc này chắc chắn bà sẽ đau khổ biết bao không không thể làm mẹ buồn càng không thể để người ta xì xào cười thầm mẹ mình nữa mẹ đã quá khổ rồi cô chỉ muốn bà nguyên thanh thản mà sống nốt quãng đời còn lại nghĩ đến đây tay khuyên run rẩy phước thấy vợ lúc nãy hùng hồn tuyên bố ly dị giờ bỗng dừng lại thì cười khẩy nói sao không viết nữa đi Tôi biết thừa Cô làm sao dám bỏ tôi Khuyên nhắm mắt Cố ngăn tiếng nức nở trong lòng mình Khuyên phải suy nghĩ thật kỹ Không thể quyết định một cách nông nổi như thế này được Cuộc đời của cô không hẳn là của riêng cô nữa rồi Ông Hòa thấy vậy liền nói Phước ăn nhanh lên mà đưa vợ đi làm Phước đang ăn dở bát miến há hốc miệng ngạc nhiên Khuyên thấy vậy liền nói xen vào Không cần đâu bố Giờ làm con sớm anh Phước muộn hơn cả tiếng đồng hồ, không tiện đâu ạ. À. Không tiện cái gì? Giờ con đang có thai, đi bằng xe máy nguy hiểm lắm. Cứ để chồng con nó chở đi. chờ một tiếng thì có là gì? Nó lên cơ quan cũng cà phê cả pháo, rảnh rỗi để làm gì? Ông khuyên cao mặt nhìn con trai. Còn ngồi đấy làm gì? Không mau mà đứng dậy chuẩn bị mà đưa vợ đi làm. Nhanh lên, con ngồi đó hả? Phước giật này mình vội buông đũa đứng dậy khuyên thấy bố chồng cương quyết như vậy cũng không dám chối từ nữa. Phước dắt xe máy của mình ra trước, khuyên lặng lặng đi sau. Phước không dám tỏ thái độ gì nhưng cũng không nói gì. Khuyên biết ý theo anh ra đến tận cổng. Sáng cô nói gì với bố phải không? Không có. Thế sao tự nhiên bố lại bắt tôi chở cô đi làm? Khuyên im lặng ngồi sau xe chồng không trả lời. Phước càng tức tối. Cô đừng có mà dở trò mà bám giết lấy tôi. Khuyên im lặng không nói gì Chiều về Khuyên nhờ một người bạn chờ mình vào chỗ nhà mẹ đẻ Bà Nguyên thấy con về thì mừng mừng tuổi tuổi Nhà chồng và nhà đẻ chỉ cách nhau có chục cây số Mà cả tuần cô chưa về lấy một lần Tan làm ở cơ quan là cô lại về nhà chồng ngay kẻo muộn Lúc mới cưới mấy lần cô cũng thường xuyên về thăm mẹ Nhưng không thấy Phước đi cùng Mẹ cô có hỏi Khuyên nói dối là Phước bận không đi cùng được nhiều lần như thế mẹ cũng cứ hỏi về Phước khuyên không thể nói dối mẹ mãi được nên cũng ít về dần. Đợt có bầu, khuyên có về thăm rồi báo cho mẹ biết. Bà mừng lắm, vậy là bà cũng có thể sống được đến ngày thấy con thấy cháu của mình. Khuyên nói với mẹ sẽ ở lại đây một thời gian để tiện cho việc đi lại. Bà Nguyên mừng lắm, cũng không nghi ngờ gì. Tối khuyên điện thoại về cho bố mẹ chồng xin phép ở lại nhà mẹ đẻ để tiện đi làm. Bà Năm mừng ra mặt, nhưng sau đó nói xấu con dâu coi thường bố mẹ chồng. Đến xin phép cũng không thèm về nhà mà chỉ gọi điện. Khuyên trở về nhà mẹ đẻ thấy thoải mái hẳn. Cô ngủ một mạch đến sáng, không thức giấc lúc nào. Cô tỉnh dậy thì đã thấy có một đĩa bánh cuốn nóng đang để trên bàn cùng một cốc nước cam vắt. Đây là món mà cô yêu thích. Cô ăn rất ngon miệng. Từ ngày mang bầu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Khuyên ăn ngon miệng như vậy. Khuyên ở nhà mẹ một tuần lên được hai ký, mặt mày có da có thịt lên một chút. Ăn ngon ngộ yên, lại được mẹ chiều chuộng nấu ăn, không cho làm việc nhà nên tinh thần rất thoải mái. Khuyên không muốn trở về nhà chồng nữa. Đôi bà bữa gọi về nhà chồng báo tin của mình. Gọi là để cho phải phép thôi, chứ bà Năm cũng chả trông ngóng gì của gọi của cô. Vắng cô, bà càng đỡ gai mắt, dù khuyên chẳng làm gì khiến bà phật lòng. Chỉ có ông Hòa là có chút áy náy, Phước thì lại càng rảnh tay rảnh chân, chẳng thiết tha gì vợ. Từ hôm đánh nhau với thằng Hùng xong, Phước cũng cạch mặt nó luôn. Nhưng cái cục tức nó chê mình lấy vợ xấu thì không nuốt trôi được. Phước phải cho nó biết mặt. Cỡ như anh không muốn thì thôi, chứ muốn thì ối em xinh xắn xếp hàng xin ngả vào lòng. Khuyên đi rồi, Phước rảnh rang đi cà phê cà pháo với đám bạn, sau giờ làm rồi mới về nhà. Tình cờ trong một lần uống nước ở thị trấn, anh gặp sương cũng vào đây sương là bạn gái cũ của phước cả hai đã yêu nhau cũng được gần một năm và cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng vì nhà sương nghèo lại không học cao nên không được bố mẹ phước chấp nhận sương kém phước cả gần chục tuổi đang là công nhân từ ngày chia tay phước sương vẫn chưa lấy chồng sương trẻ trung xinh đẹp nhiều người theo đuổi sương cũng yêu vài người trước khi đến với phước phước đẹp trai con nhà cũng gọi là có điều kiện, lại học cao, nên vừa tán vài bữa là Sương đã đổ ngay. Họ yêu nhau rất sâu đậm và thường cùng nhau vẽ ra tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng khi Phước dẫn Sương về ra mắt thì bà Năm gạt ngay ra. Ra cảnh nhà Sương không xứng, Sương ít học, nhà lại nghèo, không nghề ngẫm gì, không xứng với con trai bà. Ông Hòa tuy không phản đối gay gắt nhưng cũng không đồng ý Sương. Sương bắt Phước chọn giữa mình và gia đình. Phước nghe bố mẹ phản đối lại bị Sương mặt nặng mảnh nhẹ tạo sức ép nên cũng chia tay. Nghe nói sau đó Sương cũng có yêu thêm một anh chàng ở thành phố gì đó sau khi Phước cưới. Nhưng không hiểu vì sao Sương vẫn chưa lấy chồng. Tỉnh cũ không rủ cũng tới. Nhìn Sương cứ tươi mơn mởn, ba vòng căng tròn. Khác hẳn với vẻ khô khốc, cằn cỗi, già nua xấu xí của khuyên ở nhà lòng Phước cứ dạo dực nhớ đến thuở yêu nhau của hai người. Phước lấy vợ nhưng chẳng thay đổi gì cả, thậm chí được vợ chăm chút. Công việc thì nhàn nhã. Suốt ngày ngồi máy lạnh nên người cứ càng đẹp trai phong độ hẳn ra. Sương trông mà cũng động lòng lắm. Họ gặp nhau ở quán cà phê đối diện công ty của Sương. Phước nhìn Sương hồi lâu rồi mở lời. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Vẫn chưa ưng ai à? hỏi là hỏi thế thôi chứ phước cũng biết thừa sương như thế nào dù gì cũng là người cùng làng có cái đám cưới nào trong làng mà sương chả đi dự sương ngại ngùng vuốt mớ tóc mai điệu đàng dạ em vẫn chưa em nghèo thế này ai mà thèm lấy phước giật mình có lẽ là sương đang trách khéo mình chính gia đình anh đã chê sương nghèo không xứng với anh chứ ai phước bối rối khi biết mình lỡ lời anh xin lỗi Sương nhé Sương nhìn Phước Khóe mắt có chút đỏ lên Giọng cô nghẹn nghẹn Anh có lỗi gì đâu mà xin Mà giờ anh hạnh phúc rồi Em cũng mừng cho anh Câu nói của Sương làm Phước ỉu xìu Anh ngước mắt lên nhìn ra ngoài đường Nói bâng quơ Hạnh phúc Có phải ai lấy vợ cũng hạnh phúc đâu Sương ở cùng làng với Phước Cô cũng biết thừa chuyện Phước và khuyên cưới nhau vì chuyện gì người làng chả đồn thổi ầm lên đó thôi. Ngay cả chuyện Phước đánh hùng vì chê vợ anh xấu, Sương cũng nghe đám thanh niên kể lại. Sương thấy hạ hề lắm, cứ tưởng bỏ cô rồi sẽ lấy được người hơn cô chứ. Ai ngờ rước về một bà cô sắp ế chồng, lại còn xấu ma chê quỷ hờn, đến chả dám bỏ cái mặt mộc mà ra đường nữa. Nhưng cô lại muốn hỏi anh, muốn nghe chính miệng anh nói ra là mình đã hối hận khi đã không lựa chọn cô. Thấy Phước không nói gì, Sương bẽn lẽn nói: "Nay em làm chút giấy tờ bên công ty, chắc lâu nữa mới xong, anh có việc gì thì cứ về trước đi, mặc em." Phước nghe vậy vội vàng xua tay: "Không, anh cũng không bận chuyện gì cả, lâu lắm anh em mình mới gặp nhau thế này, để anh ngồi với em chút nữa." Sương ngại ngùng cúi xuống, cả hai im lặng hồi lâu không nói gì, chợt Sương mở lời phá vỡ sự im lặng. Em nghe nói vợ anh sắp có em bé hả? Chúc mừng anh. Phước không hề tỏ ra vui mừng chút nào mà thậm chí còn tỏ ra thở ơ. À ừ. Sương cười buồn. Nhanh thật. Vậy mà cuối cùng anh và em mỗi người mỗi nơi thật rồi. Nhiều lúc em ngồi nghĩ lại cứ ngỡ chuyện chúng mình chỉ mới hôm qua. Nói xong Sương sụt sùi lau nước mắt. Đôi mắt ướt của cô đúng là có sức lay động lòng người nhìn xương vừa xinh đẹp vừa yếu đuối quả thật chỉ muốn khiến cho người ta nhào vào che chở đến lúc này thì phước không thể giấu lòng mình nữa tiếng nước nghẹn ngào và khuôn mặt yếu đuối xinh đẹp của xương khiến trái tim anh thổn thức bao nhiêu lâu nay sống với một người phụ nữ không cảm xúc mà mình gọi là vợ đã khiến phước cảm thấy chán ghét đến tận cổ gặp lại xương vào lúc này xương vẫn như ngày nào đôi môi đỏ hồng mắt lúng liếng ươn ướt. Tiếng nước nghẹn nghẹn dần đưa trái tim Phước trở lại những ngày trước đây. Không, Phước không thể để mình bị trói buộc bởi người đàn bà xấu xí, không có một chút hứng thú kia cả. Huống hồ, anh đang trai trẻ phơi phới, vậy mà chỉ vì phải sống chung với người vợ không cảm xúc kia, khiến anh dần trai sản. Phước khẽ chạm tay mình vào bàn tay trắng trẻo của Sương. Sương khẽ dùng mình thu lại phước càng nắm chặt hơn sương khẽ liếc nhìn xung quanh ngại ngùng phước cũng hiểu ý của sương nhưng anh không thể để vụt mất cơ hội này được sương em có thể cho anh cơ hội được không anh nói gì kỳ vậy tối nay anh đến đón em em có thể cho anh gặp một lần được không anh xin em anh sẽ nói hết những nỗi lòng của anh cho em nghe em có biết là anh đau khổ lắm không Sương vội vàng túm chặt tay Phước nhắc nhở, "Chỗ này đông người, anh đừng nói nữa. Vậy em đồng ý gặp anh chứ?" Sương không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tối, Phước gọi điện cho Sương hẹn đón ở nhà cô, nhưng Sương không đồng ý cho Phước đón. Cô nói với Phước, "Hãy chọn một quán cà phê nào xa xa làng một chút rồi lên đó trước chờ cô, cô sẽ lên sau." Thế là Phước đành phải nhắn tin địa chỉ cho Sương rồi đi trước phước ăn mặc bảnh bao đầu vút keo bóng loáng xịt nước hoa thơm phức xoa gương một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà bà năm thấy phước sửa soạn bảnh bao quá cũng sinh nghi mày đi đâu mà sửa soạn vậy con đi gặp bạn bè bà năm cũng thừa hiểu tính con trai nên cũng răn đe mày làm gì thì làm đừng để bố mày biết được không thì ống đánh cho gãy chân vâng con biết rồi thôi đi đâu thì đi nhanh mà về, không mà bố mày về sớm không thấy mày thì chết đi con ạ. À. Phước vừa đi vừa huyết sáo vui vẻ rồi dắt xe máy lên vù ra khỏi cổng. Nghe theo lời của Sương, Phước đã chọn một quán cà phê khác xã để tránh gặp người quen. Phước uống cạn cốc cà phê mà Sương vẫn chưa đến. Ngày xưa mỗi lần hẹn hò, Phước đều phải đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ để chờ Sương trang điểm, sửa soạn ngắm nghĩa mình trong gương. Đến bây giờ cô vẫn còn giữ thói đỏng đảnh đó Con gái đẹp thường vậy Chả kề nghèo hay giàu Sương nhiều người theo đuổi Thở mới 16-17 Trai làng đã xếp hàng đầy ngõ Giờ Sương đã 24 tuổi Nhưng sức xuân vẫn mơn mờn Những chàng trai trồng cây si trước ngõ Vẫn chỉ có nhiều lên Chứ không có giảm Cũng chẳng ai hiểu vì sao Đến giờ cô vẫn chưa kết hôn Dù đẹp có tiếng một tiếng sau Sương đến, cô hững hờ trong bộ váy màu đỏ bó sát người, khác hẳn với dáng vẻ lúc trưa trong bộ quần áo công nhân may mặc. Hai bầu ngực tròn căng lồ lộ, lộ, lấp ló sau chiếc cổ trắng ngần. Thiêu đốt ánh nhìn của bất kỳ gã mày dâu nào. Còn mắt Phước không thể rời khỏi cơ thể nóng bỏng của Sương. Quả thật, Sương trông hơn đứt cả gái thành phố. Mà bây giờ Sương cũng ăn mặc bạo thật có lẽ vì cô từng yêu trai thành phố nên cũng thay đổi luôn gu thời trang sau buổi gặp gỡ đầy cảm xúc đó phước bắt đầu đi sớm về muộn anh nói với bố mẹ rằng mình phải tạt qua nhà mẹ vợ chăm nom vợ ông hòa thấy con trai thay đổi biết quan tâm vợ thì vui lòng lắm có lẽ là vì sắp làm cha nên tâm tính thay đổi đàn ông mà ăn chơi có thời có con cái rồi sẽ tu tỉnh làm ăn vun vén gia đình thôi Ai chả có một thời ăn chơi nông nổi tuổi trẻ Vậy là có thể yên tâm giao cái gia đình này cho con trai rồi Ông cũng đã có cháu đích tôn nối dõi Giờ mà không may đi xuống dưới gặp ông bà Kể cũng không có gì để hối tiếc nữa Phước về sớm nên cố tình đứng ở ngã ba thị trấn chờ sương tan ca Hai người lại dắt dìu nhau hẹn hò quán xá Cả tiếng đồng hồ mới về nhà Về đến đầu xã lại tách nhau ra cứ thế hầu như chiều nào cũng vậy Phước về muộn cả vài tiếng đồng hồ Ông Hòa cũng chả nói động đến nữa Thậm chí có hôm Ông Hòa còn động viên con trai Ở lại bên mẹ vợ Mai về cũng được Bà Nguyên nhìn thái độ của khuyên Lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó sai sai Đã lâu lắm Bà không thấy con dễ ghé qua Hỏi khuyên thì cô cũng chỉ ẩm ừ Ăn cơm xong Bà mới nói chuyện với con gái Hai đứa có chuyện gì sao? Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Con đừng giấu mẹ. Mẹ thấy hình như thằng Phước không quan tâm con lắm thì phải. Từ ngày hai đứa lấy nhau, số lần hai đứa cùng về thăm mẹ chưa được 5 lần. Giờ con có thai, ở đây thế này, nó cũng không đến thăm con. Chỉ tạt qua đưa đồ là thôi. Vậy là sao hả con? Khuyên đang uống nước, nghe câu nói của mẹ tủi thân muốn khóc nhưng sợ bà thấy cô vội cúi đầu đáp nhanh mẹ cứ để ý sâu xa làm gì cho mệt anh ấy tính vô tâm như vậy đấy nhà có thằng con trai được cương chiều nên chả biết ý tứ gì đâu khuyên cười mà mắt cứ đo đỏ còn không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ bà nguyên nghe con gái giải thích thì cũng thấy có lý phước đúng là còn bồng bột như trẻ con thật nhưng mà bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm dù có là trẻ con ham chơi thì cũng phải biết nhớ vợ chứ. Đằng này vợ đi cả tháng trời mà cũng chẳng thấy nhớ nhung gì. Điện thoại thì cũng nói được mấy câu, mà toàn là khuyên gọi điện cho. Bà Nguyên hỏi thì khuyên nói Phước còn mãi chơi game. Đêm, khuyên chẳng chọc mãi không ngủ được. Từ ngày lên nhà mẹ ở, cô cố quên đi những ngày tháng sống bên nhà chồng. Quên cả những câu nói lạnh nhạt, nhẫn tâm của chồng để dưỡng thai cho tốt. Nhưng hôm nay nghĩ lại những lời nói của mẹ ban nãy khiến cô không khỏi tủi hổ. Khuyên chưa từng được một người đàn ông nào ngọ lời yêu. Cả một quãng đời sinh viên chẳng có chàng trai nào tán tỉnh cô. Bạn bè đều xì xào về nhan sắc của cô. Khuyên càng tự ti, càng thu mình lại. Khuyên càng thấy bản thân mình xấu thật. Nhưng mà con người mà, ai chẳng có khao khát yêu và được yêu. Sau những mối tình đơn phương không thành, nhưng khuyên vẫn tin vào tình yêu. Và rồi, phước đến một cách bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao, phước lại đến vào lúc này, cứ như là ông trời sắp đặt vậy. Tối hôm đó, khuyên nhận lời đi xem mắt. Trước khi đi, khuyên trang điểm thật kỹ, dù gì cũng là lần gặp mặt đầu tiên. Trong đầu khuyên cứ nghĩ, chắc phước cũng là dạng không ưa nhìn giống mình nên phải nhờ vào mai mối. Nhưng khi gặp phước, cô khuyên hoàn toàn bất ngờ vì anh quá đẹp trai. Hình ảnh người đàn ông cao gần mét 8 mặc chiếc áo phông trắng với chiếc quần âu chững chạc khiến trái tim cô ngã gục tại chỗ. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại được một chàng trai đẹp mã như vậy ngỏ lời yêu. Khuyên yêu Phước, chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì vẻ đẹp, có lẽ vì vẻ đẹp mê hồn của anh. Đúng vậy hoặc cũng có thể vì quá lâu rồi không có một chàng trai nào chủ động đến bên cô hoặc cũng có thể do duyên số như mẹ cô nói nhưng dù như thế nào thì cô và phước cũng đã trở thành vợ chồng mẹ cô cuối cùng cũng đã bớt đi một nỗi lo vì việc thành lập gia thất của con gái trước khi bà nhắm mắt niềm mong mọi của cả đời bà khuyên không thể nào khiến mẹ thất vọng được về đến cơ quan phước gọi điện cho sương hôm nay sẽ có bất ngờ dành cho cô. Cả ngày làm việc, Phước cứ nhìn đồng hồ, mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Trong lòng Phước khấp khởi bao nhiêu dự định. Nhất định hôm nay anh sẽ đón cô đi chơi để bù đắp lại khoảng thời gian trước đây của hai người đã bỏ lỡ. Phước không đứng chờ xương ở ngã ba thị trấn nữa mà lên hẳn cổng công ty đón Thấy Phước, Sương chạy nhanh lại chỗ Phước, xoay mặt anh ta về phía sau để không cho người qua đường nhìn thấy. Anh điên rồi à? Sao lại đứng đây? Anh có biết làng mình cũng có người làm trên này không hả? À? Lỡ họ biết thì sao? Phước quay lại, nâng cằm Sương lên nói khẽ. Phải, anh điên rồi. Anh đang điên lên vì em đây. Sương túm tay Phước kéo đi. Cô lên xe chạy trước cố tình để cách Phước một quãng. Ra đến đường quốc lộ, cô mới đi chậm lại phước tăng ga cho xe đi nhanh lên gần sương nói được rồi mà đừng giận anh nữa anh xin lỗi em tại vì không chịu được vì nhớ em quá ngoan nghe lời anh vào đây đi anh có một bất ngờ dành cho em đây nghe đến đây thì sương mới dần đổi sắc mặt nhìn phước rồi mỉm cười đi theo anh phước tặng sương một bó hoa và một hộp quà nhung đỏ sương nhìn chiếc hộp vui mừng liền mở ra xem cô nhìn thấy một chiếc dây chuyền bằng vàng sáng lấp lánh trong hộp, liền nhoèn miệng cười nhìn Phước. Chuyện gì đây? Anh tặng em. Từ nay anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã nợ em trước kia. Anh xin lỗi đã phụ lòng em. Phước dẫn Sương vào một nhà hàng ăn sang trọng, gọi rất nhiều món ngon. Phước nổi hứng gọi cả rượu sâm panh. Cứ như thể như bản thân vừa thoát ra khỏi một cái gông cùm, hôm nay đi ăn mừng vậy. Ăn xong, Phước rủ Sương vào khách sạn tâm sự tiếp. Sương khẽ gật đầu, thế là cả hai kéo nhau vào một khách sạn gần đó. Cửa phòng vừa khóa lại, Phước lao như con hổ đói vồ lấy Sương khi cô còn chưa kịp cởi đồ. Sau một hồi quay cuồng mệt lạ, Phước nằm ngửa người ra thở dốc. Sương cũng nằm vật ra thở lấy sức. Phước quay người lại nhìn Sương, Sương đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Sương thay đổi hẳn so với trước kia chủ động và rất đàn bà phước chết mê chết mệt sương mất rồi anh đưa tay kéo sương vào lòng khẽ nói em thật tuyệt vời em mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này thế còn vợ anh anh cưới cô ấy vì sự sắp đặt của bố mẹ thật ra anh không yêu cô ta chắc em cũng nghe người làng mình bàn tán về vợ anh rồi anh thật sự không muốn nói về cô ấy nữa sương cười thầm trong bụng mịa mai anh yêu được cô ta mới sợ tưởng lấy ai hóa ra lấy một bà cô chẳng ma nào dòm ngó bố mẹ anh chê tôi nghèo để rước cái của nợ ấy về được rồi để tôi coi bố mẹ anh coi thường tôi được bao lâu tưởng gia đình gia giáo tử tế thế nào chứ phước bất ngờ kéo tay sương hôn lên mu bàn tay cô sương em cho anh cơ hội lần này nữa anh nhất định sẽ ly dị với cô ấy để đến với em nhưng bố mẹ anh đời nào cho phép anh ly dị Chính họ bắt anh cưới cô ta cơ mà Anh làm sao mà dám cãi lời họ để cưới em Em yên tâm Thực ra mẹ anh cũng đâu ưa cô ta đâu Sương gục đầu vào vai Phước cười thầm Cô chưa từng nghĩ có ngày Mình lại quay lại với Phước Người đàn ông đã từng nghe lời bố mẹ Chê cô nghèo mà phụ bạc cô Khuyên ở trên mẹ đẻ được 3 tháng Thì ông Hòa kêu Phước lên đón cô về ông ngại với xui ra vì đưa hẳn con dâu về bên đó cảm giác như mình vô trách nhiệm vậy bà năm khó chịu ra mặt bà không muốn khuyên về cái nhà này gai mắt lắm khuyên bây giờ đã mang thai ở tháng thứ bảy bụng to rồi chắc chắn ông hòa sẽ không cho làm việc nhà về bây giờ chỉ hầu hạ khuyên chứ báu gì bà cũng hiểu ông hòa xử sự, sự như vậy là đúng nhưng mà bà không ưa đứa con dâu này Giá mà nó là đứa biết điều Chiều theo ý bà thì còn đỡ Đảng này nó vừa xấu người Lại vừa ghê gớm Chả hiền lành ngoan ngoãn như mong muốn của bà Nên bà ghét lắm Phước buộc phải nghe theo lời bố gọi điện cho khuyên Nhắn lại Bố gọi cô về Cô có về thì báo một tiếng tôi lên đón Không bố lại chửi tôi không có trách nhiệm với vợ con Khuyên nghe thấy tiếng thách thức ngán ngẩm của chồng, lòng càng tê tái, Cô hiểu chồng chẳng mong mình về chút nào. Chỉ nói qua điện thoại thôi mà đã nhát một nhát hai như vậy rồi thì lúc nhìn thấy mặt cô lại càng chán nản không muốn nhìn. Khuyên không muốn mình về lại phải làm bạn với bốn bức tường rồi lại chịu đựng những ánh nhìn mai mỉa của mẹ chồng và chồng. Cô vẫn đang trong thai kỳ, cô thật sự không muốn những suy nghĩ tiêu cực của mình ảnh hưởng đến đứa trẻ. Anh nói với bố mẹ em ở trên này cho tiện đi lại. Vậy tôi sẽ nói với bố như vậy, nếu ông hỏi thì cô tự đi mà giải thích đi nhé." Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, khuyên rất nước mắt tại chỗ. Phụ nữ mang thai dễ xúc động, nhất là trong lúc này cô đang sống xa chồng, mong mỏi từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn hỏi thăm của chồng, thế mà mỗi lần chồng cô điện chỉ là thông báo một việc gì đó, chớ hề hỏi cô ăn uống được không, con được bao nhiêu cân, nó khỏe mạnh không tất cả những lời nói tưởng chừng như rất bình thường của một người đàn ông người cha vậy mà với cô sao nó xa xỉ đến vậy phải chăng một người phụ nữ xấu xí như cô thì không xứng đáng có được hạnh phúc chiều phước về nhà một mình ông hòa thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi sao không đưa con khuyên nó về cùng mặt phước lạnh tanh con nói rồi mà cô ấy không chịu về có thật không đấy hay mày chưa lên chỗ nó bố không tin thì có thể điện thoại hỏi cô ấy được mà ông hòa nghe con trai nói xong cũng nửa tin nửa ngờ nên gọi điện cho khuyên alo bố đây thằng phước có lên đón con không vậy khuyên hơi ngạc nhiên bởi phước không hề lên đón cô vậy là rõ ông hòa kêu phước lên tận nhà mẹ vợ đón vợ nhưng anh không lên mà chỉ nhắn tin qua loa cho có dạ có ạ con xin phép bố cho con ở lại trên mẹ con đi lại cho tiện ạ à. cô thực sự cũng không dám trả lời rằng phước không hề lên nhà cô nói ra lúc này làm gì chứ chỉ làm phước càng thêm ghét cô mà mâu thuẫn giữa cô và chồng lại càng tăng lên ông hòa suy nghĩ một lúc rồi bảo có phiền mẹ con không hay cứ về đây thằng phước nó chăm cho tiện dạ thôi ạ à, con muốn ở đây hơn bầu cũng to rồi ở gần đi lại cho tiện thăm khám rồi đi làm ạ. À. Ừ, thôi thế cũng được. Hai người nói qua nói lại, cuối cùng ông Hòa cũng đồng ý cho khuyên ở lại nhà mẹ đẻ. Bà Năm nín thở, lắng tai nghe câu chuyện, không dám chen vào vì chưa rõ thực hư ra sao. Nghe mang máng thấy khuyên xác nhận, Phước có lên nhà mẹ để đón, khuyên về, nhưng khuyên không đồng ý, bà Năm mới thở nhẹ. Lúc này bà mới có cớ để bênh vực con trai. Ông lúc nào cũng cứ chê trách con mình Nó có tệ đến thế đâu Giết rồi không biết Đứa nào mới là con đẻ của ông nữa Ông Hòa liếc bà Năm Nhưng không nói gì nữa Phước thấy bố có vẻ nhượng bộ Thì cười thầm đi vào phòng Có vẻ như khuyên đang đứng về phía anh ta Không muốn làm khó anh ta Mà khuyên làm gì dám trái ý Phước Anh ta nghĩ thầm Mình đi guốc trong bụng vợ rồi Từ nay sẽ chẳng gì mà ngại Hay đề phòng nữa Ông hòa lo lắng cho con dâu nên thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Bà Nguyên thấy vậy liền khuyên khuyên về thăm nhà cho ông yên tâm. Khuyên nghe lời mẹ thu xếp về nhà chồng, kể ra cô cũng đi 4-5 tháng rồi còn gì. Phước biết vợ hôm nay về nên cũng không dám lấy cớ đi sớm về muộn nữa, đúng giờ tan làm thì về nhà ngay. Sương giận dỗi, Phước phải dỗ dành mãi cô mới đồng ý, không làm mặt giận. Mặc dù bị cuốn vào cơn say tình ái với Sương, nhưng Phước vẫn còn đủ tỉnh táo, biết sợ uy quyền của bố. Bà Năm thấy khuyên thì lắc đầu ngán ngậm. Sau 4 tháng không gặp khuyên thay đổi nhiều quá, cân nặng tăng lên cả chục ký. Người đã thấp, lại còn ục ịch vác cái bụng bầu 8 tháng đi không nổi. Đã vậy, cái mũi thì nở to bè ra, mặt chi chít những mụn. Vì bầu bí không thể trang điểm nên nhìn gương mặt cô lại càng thảm hại phước xách đổ cá nhân của vợ vào phòng anh ngồi lại trong phòng một lúc để né tránh vợ và không bị bố la nhìn mặt khuyên bây giờ anh ta cảm thấy hoảng lắm nhất là lúc nghĩ đến cái cảnh phải nằm cạnh cô mà ngủ đêm nay đêm mai và còn không biết đến bao giờ nữa tự dưng phước cảm thấy rùng mình suốt bữa cơm phước không thèm nhìn vợ lấy một cái nhưng vì sợ bố mắng không quan tâm đến vợ Nên thỉnh thoảng cũng gắp vài miếng thức ăn cho vợ lấy lệ Khuyên chậm chạp hơn hẳn Đi đứng nặng nề Ở với mẹ thoải mái Lại được chăm sóc tốt Nên cô tăng cân nhiều Cả nhà đang ngồi nói chuyện Mà điện thoại của Phước liên tục có tin nhắn Dù Phước đã nói trước là Hôm nay Khuyên về nhà Không thể đi đâu được Nhưng Sương vẫn cố tình nhắn tin Phước giấu giấu giếm giếm nhắn lại hết dỗ dành lại van xin nhưng cô không chịu thậm chí còn gọi điện khiến phước giật thót mình suýt đánh rơi điện thoại phước vội vàng tắt máy ngay lập tức mà không dám chạy ra ngoài nghe khuyên nhìn thấy điệu bộ của chồng khác lạ cũng lấy làm nghi ngờ nhưng cô cũng chỉ nghĩ là bạn bè gọi đi tụ tập gì đó mà anh không dám đi thấy cô nặng nề quá ông hòa cũng kêu cô xin nghỉ thai sản sớm bà năm nghe thấy vậy cũng nói thêm vào, phải đấy mẹ thấy con nặng nề quá rồi, đừng có đi làm nữa. đàn bà mang thai đi lại bằng xe máy khó đẻ lắm, lại nguy hiểm cho con nữa. mẹ con nói đúng đấy, còn có tháng nữa sinh rồi, còn cứ ở nhà đi, có gì mẹ con với con Lan phụ giúp cho. nghe đến đoạn ông Hòa kêu khuyên ở lại nhà chồng không đi về bên ngoại nữa, thì bà năm bỗng xa sầm mặt mày khuyên mà ở đây trở sinh, chắc lại phải hầu cô mất. Bản Năm nghĩ mà không cam lòng. Ông Hòa sẽ chẳng bao giờ cho khuyên động tay vào bất cứ việc gì đâu. Thấy bố chồng cương quyết kêu mình ở lại, khuyên cũng đồng ý. Dù sao cô cũng đi lấy chồng rồi. Ở nhà mẹ đẻ, nhiều người lại, nhiều người lại nói ra nói vào. Thế là khuyên gọi điện cho mẹ báo là sẽ ở lại nhà chồng. Đến giờ đi ngủ, ai vào phòng nấy Lúc này Phước mới dám bật nguồn điện thoại Cả chục cuộc gọi nhỡ của Sương Những tin nhắn giận dỗi Phước nhắn lại cô không hồi đáp Phước phải vội vàng gọi điện thoại Thấy vợ đang ở trong phòng Anh ta liền đi ra một chỗ gọi điện Nói rất nhỏ Khuyên thấy chồng có vẻ đang không muốn mình nghe thấy Nên cũng lên giường đắp chăn đi ngủ Phước đứng nói chuyện một lúc lâu Mà cũng chưa dỗ được Sương Anh ta không dám ra ngoài Thỉnh thoảng lại liếc coi vợ ngủ chưa Thấy Khuyên không cửa quậy gì nữa, anh ta mới nói lớn hơn một chút. Khuyên đắp chăn qua đầu giả vờ ngủ. Những lời nói của Phước lớn dần. Tuy không nghe rõ từng lời nói, nhưng cô có nghe thấp thoáng mấy từ. Anh anh em em ngọt sớt. Chắc chắn đây không thể nào là cuộc gọi giữa bạn bè, giữa những người đàn ông với nhau được. Chừng một giờ đồng hồ sau thì cuộc gọi cũng kết thúc. Phước nhẹ nhàng thở dài cất điện thoại. Anh đã thuyết phục được Sương nhưng cái giá phải trả cho nỗi ấm ức này chắc sẽ không hề rẻ chút nào. Nhưng anh không ngại, chỉ cần xương không giận anh nữa là ổn hết. Tiền bạc đối với anh đâu có quan trọng bằng cô. Phước Thế Khuyên nằm ở giữa giường, có vẻ như ngủ say rồi. Anh ta liền rút cái gối bị chặn dưới cái gối Khuyên đang gối, rồi mở tủ lấy cái chăn còn đang cất trong tủ, trải xuống đất nằm ngủ. Khuyên nhìn chồng nằm ngủ ngon lành dưới tấm chăn mỏng, không cần giường nệm, cô ứa nước mắt. Phước thà nằm dưới đất cũng không thèm nằm trên giường cùng mình. Chẳng nhẽ cô ghê tởm đến thế sao? Cô nhớ đến những ánh mắt lấm la lấm lét lúc ngồi nói chuyện cùng cả nhà của Phước khi có tiếng chuông tin nhắn đến. Rồi thái độ cuống cuồng lo lắng của anh hồi nãy, nói chuyện và bây giờ là sự thoải mái sau khi đã giải quyết em xuôi vấn đề có vẻ như Phước không đơn thuần là chê cô xấu nữa, mà là anh ta đã có người khác. Sự nhạy cảm của một người vợ cho thấy Phước đã có một người phụ nữ khác. Khuyên xoa xoa bụng mình, nước mắt rơi dài trên má. Khuyên biết đang mang thai suy nghĩ nhiều không tốt, càng tránh những việc đau buồn đi được bao nhiêu càng tốt cho con bấy nhiêu. Khuyên cố gắng gạt những lời nói hồi nãy của Phước ra khỏi đầu mình khuyên ở hẳn nhà chồng, cô xin nghỉ thai sản sớm. Buổi sáng, cả nhà đi làm hết, có mỗi khuyên và mẹ chồng ở nhà. Bà Năm ăn sáng xong, chờ chồng con đi làm cái, cũng đi luôn một mạch, mãi gần trưa mới đi chợ về. Bà căn rất khéo thời gian, để chồng về thì mình đã đi chợ về rồi, bà không muốn đụng mặt con dâu. Khuyên thấy thế cũng được, dù sao mẹ chồng con dâu cũng không ưa nhau, tránh mặt nhau như vậy cũng tốt đỡ phải gần nhau rồi lại càng ghét nhau hơn. Thành ra cả buổi sáng khuyên ở nhà chồng một mình như vậy. Dọn dẹp nhà cửa xong thì tưới rau cỏ, chăm sóc mấy bụi hoa hồng, cho chim ăn rồi tưới cây cảnh cho bố chồng. Còn lại ngồi đọc sách, chẳng mấy chốc là hết thời gian. Chiều tối, cả nhà mới tụ tập đông đủ. Bình thường đối với các gia đình khác, buổi tối là lúc mong chờ nhất vì có thể gặp mặt cùng nhau ăn bữa cơm của cả gia đình thì với khuyên bữa tối lại là quãng thời gian ngột ngạt nhất. Người ta nói với nhau bằng những lời không thật, ánh mắt né tránh của chồng, cái nhìn khinh khỉnh của mẹ chồng. Tự dưng, khuyên không thích cái quãng thời gian buổi tối mà người ta thường nói su vầy này nữa. Cô thích cái quãng thời gian buổi sáng hơn. Bình lặng, chẳng ai quấy dậy ai. Đêm, Phước lại trải chiếu xuống đất rồi lấy chăn gối ra ngủ riêng như vậy. Trời thì lạnh, Khuyên mới ngọ lời Anh lên giường mà ngủ cho ấm Cô cứ ngủ đi Tôi thích ngủ dưới đây một mình Cô đang bầu bí cần nhiều không gian cho rộng rãi Phước trả lời Anh ta biết nói giảm nói tránh từ khi nào vậy Rõ ràng là không muốn gần gũi vợ Vậy mà cũng biết cách mà từ chối khéo Khuyên cười cay đắng Vâng Nhưng anh lấy thêm chăn kê xuống đất mà ngủ Trời lại ngủ dưới đất dễ bị cảm Tôi biết rồi nói gì nói lắm thế phước gắt gỏng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng không phải là chơi game mà là đang nhắn tin với người nào đó thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười khuyên hiểu đầu óc của chồng cô không phải để chỗ cô nữa rồi mà nói cho đúng hơn là chưa từng để ở chỗ người vợ này muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại thôi hỏi làm gì lúc này cơ chứ cô thừa biết phước sẽ nói thẳng thừng cho cô biết mà không ngại tổn thương vợ Phước cũng không phải lần đầu lạnh nhạt với cô như vậy. Sáng, bà năm đi chợ, khuyên nhờ mẹ chồng ra cửa hàng chăn ga gối đẹp, mua thêm một cái chăn bông nữa. Bà năm ngạc nhiên hỏi, có chăn rồi mà còn mua làm gì? Còn hơi lạnh về đêm, một cái chăn thì hai vợ chồng đắp không đủ, với lại con đang bầu bì, chiếm diện tích lắm ạ. À? Còn cái chăn bông cũ trước kia của thằng Phước nữa mà, lấy ra mà đắp. Cái chân đó để lâu ố vàng ẩm mốc hết rồi mẹ ạ. Mai mang ra mà giặt. Hơi cái là lại vứt đi mua cái mới. Nhà nhiều tiền lắm không bằng ấy. Ẩm mốc rồi, đắp vào cũng không tốt. Với nữa là chuột cắn mấy chỗ rồi mẹ ạ. Mẹ cứ kêu người ta mang vào đây cho con. Con sẽ gửi tiền ạ. À. Bà Năm liếc khuyên cằn nhằn. Đàn bà phụ nữ mà không biết vun vén gia đình thế kia. Hơi tí lại sắm sửa. Có mà núi cũng lở. Tiếng bà Năm không quá lớn, cũng không quá nhỏ, đủ để khuyên nghe thấy. Cô im lặng, mặc mẹ chồng nói gì thì nói. Mặc dù bà biết tiền cô mua sắm đồ đạc là tiền của cô, chứ không phải tiền chung của hai vợ chồng. Trước kia và bây giờ, Phước chưa từng đưa tiền lương của mình cho vợ. Bà Năm cũng biết điều này, không nói. Bà nghiễm nhiên để khuyên mua sắm đồ đạc cho nhà chồng, mà không mạnh may hỏi đến tiền nong nhưng mỗi khi cô mua sắm thứ gì cho bản thân thì bà lại nhiếc móc cô phung phí không biết tiết kiệm thu vén gia đình khuyên đưa thêm tiền cho mẹ chồng đi mua thêm thức ăn ngon bà năm lại lườm lườm nguyết nguyết cằn nhằn cô phung phí nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào mấy tờ tiền cô đưa nhậm đếm bà năm xỉa sói xong cũng đi sang hàng xóm chơi như mọi ngày chưa về bà thấy làm lạ vì lúc nãy hàng xóm có hỏi là nhà bà mua thêm nệm mới hay sao thấy người ta trở nệm tới vậy nên bà cố ý về sớm hơn hé mắt vào phòng vợ chồng phước quả thật phía dưới có trải một tấm nệm mới và xếp chăn màn đầy đủ bà năm bặm môi lại hằn học bà đang nghĩ chính khuyên là người không cho chồng mình ngủ cùng bắt con trai bà phải nằm ngủ dưới đất con trai bà là vàng là bạc chứ có phải là cục đất phèn giống khuyên đâu lấy được chồng đẹp không thì ế xưng ế xỉa ra rồi còn làm giá bà năm càng nghĩ càng ấm ức không chịu được bà thầm nghĩ để chiều không ai ở nhà ta cho nó một trận chứa gì đã lên mặt mới bầu được đứa con chưa làm cái gì trong nhà này mà đã sinh tật rồi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái nôi điện lại hiện lên trong đầu bà rồi cả hình ảnh con trai bà nằm co quắp dưới đất nằm ngủ trong lúc trời lạnh cam cam thế này bà điên lắm máu cứ dồn hừng hực lên não buổi chiều có tiếng lục đục ngoài phòng khách ông Hòa đã dậy để chuẩn bị đi làm bà Năm ngồi bật dậy chờ đợi tiếng xe máy ông Hòa vừa đi ra khỏi ngõ bà Năm đứng phát dậy mở cửa phòng rồi chạy phăng phăng đến phòng con dâu gõ cửa khuyên mới chợp mắt được một tí đang lơ mơ thì có tiếng đập cửa dầm dầm ngoài cửa phòng vợ thằng Phước đâu mở cửa ra vì mới nhắm mắt được một lúc nên đầu óc còn lơ mơ. Khuyên trở mình chống tay chậm chạp nghiêng mình sang phải rồi dậy đi ra mở cửa phòng. Cửa phòng vừa hé mở, bà Năm đã hung hăng đẩy cửa xông vào. Thấy cái nệm vẫn còn đặt dưới sàn, bà ta quay ngoắt người lại nhìn Khuyên, căm căm. Trời thì lạnh thấu xương mà cô bắt con trai tôi nằm dưới đất, còn cô thì chăn ấm nệm êm thế này à? Cô có còn tình người không vậy hả? Dù sao, nó cũng là chồng cô là chồng cô chứ không phải kẻ ăn mày đầu đường xó chợ ngoài kia. Cô nên nhớ, đây là nhà tôi. Cô không có quyền hành gì ở đây nhớ chưa? Mới mang thai được đứa con mà đã vinh vinh váo váo, tưởng mình là bà hoang trong cái nhà này đấy. Muốn làm gì thì làm à? Đừng có tưởng được bố chồng bênh thì làm vương làm tướng, gì cũng được nhé. Bà Năm chống hông, tay lăm lăm chỉ vào mặt con dâu cảnh cáo. Huyền vội giải thích. Mẹ, là anh Phước muốn vậy, anh ấy thà ngủ dưới đất chứ không chịu nằm trên giường cùng con. Bà Năm nghe xong thì im bặt, bà biết đã trách nhầm con dâu rồi, hóa ra là con trai mình không muốn ngủ cùng vợ nó. Bà nghĩ, dù biết mình đã hiểu lầm và lỡ lời với con dâu, nhưng bà Năm vẫn không chịu nhượng bộ nhận mình sai. Tất nhiên, bà ta chẳng đời nào xin lỗi con dâu một lời rồi. Nhưng dù sao, cô cũng không nên để nó ngủ dưới đất như vậy, lỡ nó cảm lạnh thì sao? Phòng chỉ có một cái giường, anh không chịu ngủ cùng con, vậy ngủ ở đâu được à? Hay tối nay mẹ kêu anh ấy ngủ trên giường, còn con sẽ ngủ dưới đất? Cô điên à? Rồi bố chồng cô biết, lại biểu tôi hành hạ con dâu. Thôi, chuyện vợ chồng cô thì cô tự giải quyết đi. Đừng có mà làm gì quá đáng đấy. Mà cũng đừng nói chuyện này cho bố chồng cô biết. Không là, ông lại làm loạn cái nhà này lên cho mà coi. Vâng. Phước làm lành với Sương bằng chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất. Sương ngúng nguẩy mãi mới chịu nhận Nhưng dường như vẫn chưa hài lòng với món quà tình nhân tặng Cô nũng nịu Em có chung vốn làm ăn với con bạn Còn thiếu một ít Anh cho em mượn nhé Thiếu bao nhiêu? Năm chục triệu Tưởng gì? Được rồi, để mai anh lấy cho em Thật không? Em cảm ơn anh nhé Để thời gian nữa em thu hồi được vốn sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi Của anh cũng là của em chứ mất đi đâu mà sợ 50 triệu chứ cả cái thân này của anh Nếu em muốn anh cũng sẵn sàng cho em luôn Anh mà cho em gì chứ Nhà cao cửa rộng chăn ấm nệm êm Vợ đẹp con sinh đủ cả Câu nói của Sương như đang mỉa mai phước Cô ta biết thừa nhan sắc của Khuyên như thế nào Dạo gần đây khi Khuyên về nhà chồng Thì người ta lại càng có dịp bàn tán về nhan sắc của cô Sương biết hết chỉ có điều cô đang muốn thử xem phản ứng của phước như thế nào khi nhắc đến vợ cô ta thích như vậy thích nghe phước nói xấu vợ mình mặc dù khuyên và cô ta chưa từng gặp mặt khuyên cũng chưa từng làm gì ảnh hưởng đến cô ta có chăng là khuyên đã vô tình lấy mất người cô ta yêu mà thà rằng khuyên là một người phụ nữ đẹp thì còn đỡ tức đây lại là một người đàn bà xấu thậm tệ xấu nhất làng từ xưa đến giờ em đừng nhắc đến vợ anh nữa Em cũng biết từ ngày nó về Anh đâu có ngủ cùng đâu Thôi đi cái miệng anh ấy Nói gì chả được Em chả tin Không tin Tí về anh chụp hình gửi cho em xem Mà thôi không nhắc nữa Nghe đến cái tên thôi Anh đã muốn nôn ói rồi Giờ chỉ nói về chuyện chúng mình thôi em nhé Phước quấn lấy người yêu quay cuồng Sương cũng quảng tay bám chặt lấy tấm lưng trần của Phước Cả hai người quấn vào nhau cuồng nhiệt Phước về nhà muộn, bà Năm đang còn thức xem tivi. Thấy Phước về, bà Năm nhắc nhở. Mày đi đâu mà giờ này mới về? Con đi với bạn. Mày đừng có giấu tao. Hôm qua tao nghe nói mày đi với con Sương phải không? Mày liệu hồn đấy. Dây dưa với ai không dây, đi dây với con bé đó. Bố mày mà biết được thì coi chừng đấy. Cái làng này tai mắt đầy ra đấy. Mày liệu thần hồn mày đi. Phước biết mình bị lộ rồi, nhưng anh cũng biết nếu mẹ có biết cũng chắc là không nói với bố đâu. Bà Năm lúc nào chả bênh anh chằm chặp. Phước biết thừa, nhưng dù sao thì bà Năm cũng không thích Sương nên tốt nhất đừng có lộ liễu quá là được. Khuyên vẫn còn thức, cô đang đọc mấy cuốn sách thai giáo. Thấy Phước đi về muộn, Khuyên chỉ buộc miệng hỏi. Anh về muộn vậy? Việc của tôi, cô hỏi làm gì? Phước gắt gọng xong thì nhìn thấy mấy cái thùng đựng toàn đồ sơ sinh được gấp gọn gàng nơi góc phòng. Phước hỏi vợ, còn cả tháng nữa mới sinh, mua gì mà sớm vậy? Vẽ chuyện. Khuyên hụt hẫng, mặt cúi xuống chán nản với câu nói thở ơ của Phước. Đã không đi cùng vợ sắm sửa cho con mà còn ăn nói vô tình như vậy. Cảm giác tuổi thân cứ trào ra khiến nước mắt cô muốn rơi. Nhưng Khuyên không muốn Phước nhìn thấy mình khóc bởi vì cô biết chắc chắn Phúc sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những giọt nước mắt của mình. Thậm chí còn thấy khó chịu mà nổi giận mắng mỏ cô. Nhưng mà cảm xúc trong lòng thì khó mà cưỡng lại. Cứ nhắc đến con mình mà khuyên thấy cứ tủi tủi, thay cả cho con. Khuyên đứng dậy giả vờ ra ngoài đi vệ sinh để không phải đối diện với chồng. Bà Năm đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Mà bà nhìn có đúng con bé xương đó không đấy? ông nhà tôi mà biết chuyện là to tội chả nhẽ nó mà tôi không nhận ra con bé đó nghe nói cũng cặp kè với nhiều người lắm rồi coi chừng thằng phước nhà bà bị nó lừa đấy bà năm thở dài thì tôi cũng biết thế cái con bé đó chả tốt gì nhà đã nghèo lại còn ăn chơi bổ bịch hết đứa này đến đứa khác tôi và bố nó có ưng nó đâu nên mới phản đối thằng phước lấy nó đấy ai ngờ giờ nó lao vào ai thì tôi không nói đằng này con bé đó hư hỏng quá nghĩ thì cũng thấy tội cho thằng phước lấy phải bà vợ xấu mất phần thiên hạ bình thường đã xấu rồi bây giờ có bầu lại càng xấu tệ xấu hại đến tôi là phụ nữ còn không nhìn nổi cơ mà khuyên chết lặng khi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng chân cô như có một tảng đá giữ lại không nhấc lên nổi nước mắt mặn chát đang chảy dài xuống cả miệng trong cái nhà này chả ai coi cô ra gì. Ba mẹ chồng còn cổ suý cho con trai ngoại tình, chỉ vì ngoại hình của con dâu xấu xí. Mặc dù con dâu đang mang thai đứa cháu đích tôn của gia đình bà, bà không thương con dâu thì phải nghĩ cho cháu mình chứ. Sao con người ta lại có thể lạnh lùng đến đáng sợ như vậy? Khuyên lấy lại bình tĩnh rồi quay về phòng ngủ. Phước đã ngủ từ bao giờ, điện thoại để trên bụng vẫn sáng. Khuyên đứng lại chỗ chồng cầm chiếc điện thoại định tắt đi thì đập vào mắt cô là hình ảnh trần truồng của một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến cô ớn lạnh sự tò mò của người phụ nữ đã khiến trái tim cô tan nát người đàn ông trong cái video kia chính là chồng cô gương mặt đó thân thể đó tiếng nói đó không lẫn vào đâu được khuyên buông tay chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà cộp khiến phước bật tỉnh dậy một tay khuyên ôm bụng, một tay tựa vào thành giường, ánh mắt căm hờn nhìn Phước. Phước thấy chiếc điện thoại của mình vương dưới đất, những tiếng rên la vẫn phát ra đều đều. Anh ta đã hiểu ngay ra vấn đề, liền với lấy cái điện thoại tắt luôn. "Cô dám lục lọi điện thoại của tôi? Ai cho phép cô dám làm thế hả?" Phước gầm gừ giơ tay định tát khuyên, thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao đang hướng về phía anh ta, tự dưng Phước thấy sợ sợ. Quyên chưa bao giờ có thái độ như vậy đối với Phước. Đàn bà giận dữ, quả thật đáng sợ. Phước bỏ tay mình xuống, mặt quay đi. Từ nay tôi cấm cô đụng vào bất cứ thứ gì của tôi. Khuyên nhắm mắt lại, bao đau đớn tội hờn ghê tởm cứ từng đợt dâng lên rồi lại hạ xuống cho các dòng cảm xúc khác nhau trộm lên, cuộn lại rồi hùa nhau vỡ hòa ra. Khuyên thẳng tay tắt cho Phước một cái như trời giáng. Phước bị bất ngờ, vội ôm mặt. Anh ta rít lên. Cô làm gì thế hả? Cô dám đánh tôi sao? Con điên này! Sự ức chế dồn nén bao lâu như vỡ hỏa trong khuyên. Phải, tôi bị điên đấy. Tôi ghê tởm anh. Anh đừng nghĩ tôi không nói là tôi không biết gì. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, có lòng tự trọng của mình. Tôi biết anh chẳng coi tôi là vợ. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ viết đơn ly dị. Anh chỉ việc ký vào hoặc ngược lại chúng ta việc người nào người nấy làm không liên quan đến ai với bố mẹ hai bên cũng từ từ rồi nói chính tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ phước sững sờ khi nghe thấy hai từ ly dị thốt ra từ miệng khuyên trong lúc này anh ta không thể tin vào tai mình được phước cười khinh khỉnh cô có tỉnh táo không đấy ly dị cô dám ly dị với tôi sao tôi rất tỉnh táo và hoàn toàn sáng suốt khi đưa ra quyết định này tôi muốn từ giây phút này không có bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa hẹn anh ở tòa nói xong khuyên chạy đến xếp quần áo vào vali ông hòa và bà năm nghe tiếng cãi cọ thì vội chạy vào xem chỉ thấy phước mặt đỏ phừng phừng đang đứng ở giữa phòng còn khuyên thì đang nước mắt ngắn nước mắt dài xếp đồ vào vali bà năm nhìn qua đã biết hai vợ chồng cãi nhau và khuyên đang định bỏ về nhà ngoại Bà giết lên. Có chuyện gì thì vợ chồng từ từ bảo nhau. Ai lại đêm hôm làm âm lên như thế? Mà ai đời cãi nhau với chồng mấy câu đã đòi về nhà mẹ đẻ thế hả? Khuyên nghe mẹ chồng nói vậy thì đứng phắt dậy. Cô biết đến nước này thì chẳng cần phải kiêng nể gì nữa rồi. Khuyên hét lên. Bà muốn tìm người nào cam chịu được con trai bà thì tìm. Đừng tưởng tôi không biết. Bà lén lén lút lút giấu giếm cho anh ta ngoại tình sau lưng tôi. Chế tôi xấu. Chế tôi gớm khiếp. Tôi biết hết Nhưng tôi nhẫn nhịn Đến hôm nay thì tôi không nhịn nữa Tôi và anh ta sẽ ly dị Mày nói gì? Mày dám ly dị nó hả? Nó ngoại tình bao giờ? Đừng có mà đổ điêu cho con trai tôi Khuyên thấy mẹ chồng vẫn cứng miệng Thì chạy đến giật lấy điện thoại trong tay chồng Rồi đưa cho bà Năm Đây, các người tự xem đi Ông Hòa từ nãy đến giờ vẫn im lặng Giờ bỗng lên tiếng Đôi mắt ông như có lửa Mở ra, tao nói mày mở ra phước nghe bố nói vậy thì sợ hãi mồ hôi lạnh toát ra thế nhưng anh ta không dám cãi lời tay run run mở điện thoại video hồi nãy chưa thoát ra lại tiếp tục ông hòa nghiêm túc xem xem đến đâu mặt ông đen lại đến đó còn bà năm thì tay chân mềm nhũn phước ấp ốm định nói gì đó thì bị ông hòa đấm cho một cái vào giữa mặt ông rít lên thẳng mất dậy Mày không phải là con tao Mày cút ra khỏi nhà tao mau lên Cái loại đàn ông Vợ đang chửa đẻ không yêu thương nó thì thôi Lại còn làm ra cái loại chuyện Táng tận như mày Bà Năm vội lôi chồng ra Tôi xin ông Ông tha cho nó Còn nó dại thì mình từ từ bảo ban Bà còn dám xin cho nó à Tội của bà tôi chưa nói đâu Cứ chờ đó Khuyên nhìn gia đình ba người bọn họ nhốn nháo một lúc, rồi xách vali bước nhanh ra cổng cô bấm số gọi taxi. Bà Nguyên thấy con về giữa đêm hôm khuya khoắt thì lấy làm lạ lắm. Khuyên ôm mẹ khóc nức nở. Cô kể hết cho bà mọi chuyện. Bà Nguyên thương con đứt ruột, bà vỗ về con rồi nói. Nín đi con, thôi về đây với mẹ, mẹ nuôi cả hai mẹ con. Loại đàn ông ấy sớm muộn cũng gặp quả báo. Ông Hòa cũng gọi điện cho Khuyên mấy lần nhưng cô kiên quyết ly hôn thì ông cũng không nói gì nữa. Ông biết chuyện này chẳng ai có thể chấp nhận được, nó sẽ ám ảnh cả đời Khuyên. Khuyên và Phước gặp nhau ở tòa dưới sức ép của ông Hòa nên Phước phải đồng ý thuận tình ly hôn, sau này không tranh giành quyền nuôi con với Khuyên. Cả hai không có tài sản chung gì nên thủ tục diễn ra nhanh chóng. Bước ra khỏi tòa, Phước nhìn Khuyên cười khinh khỉnh. Rồi cô xem, không có thằng này thì có ai thèm lấy cái mặt cô không? Có Phước mà không biết hưởng. Quyên không nói gì, cô lặng lẽ lấy xe đi về. Chỉ một tuần sau khi họ ly dị, Phước có quyết định cho thôi việc. Anh ta bàng hoàng không tin vào mắt mình. Lúc này Phước mới nhận ra, không có khuyên thì mình chỉ là một thằng thất nghiệp. Phước thất thiểu đi về, bấm số gọi cho Sương. Mình gặp nhau được không? Này anh buồn quá. Giọng Sương nũng nịu. Anh đã mua đồng hồ mới cho em chưa? Còn lắc tay nữa, anh hứa mấy hôm rồi nay thất nghiệp rồi chắc phải một thời gian nữa mới có tiền mua quà cho em được mình gặp nhau em nhé cái gì thất nghiệp á à? con vợ nó mới bỏ có một tuần mà anh đã thảm hại vậy sao em nói vậy là sao tôi nói vậy là vì tôi thấy anh thất bại chỉ có thể bám đít một con đàn bà xấu xí thôi nhé đừng gặp tôi nữa xương cúp máy phước ngơ ngác đến lúc này anh ta mới biết nếu không có tiền thì chẳng có ai thèm ở cạnh anh ta người đàn bà bên anh ta khi anh ta chẳng có gì và cho anh ta mọi thứ chỉ có khuyên phước rít lên khi nghĩ đến sương còn khốn phước về nhà anh ta trốn tịt trong phòng không nói năng gì với ai bà năm tiếc đứt ruột bà tiếc ra sản nhà khuyên tất cả đã gần như trong tầm với vậy mà giờ mất cả trì lẫn trài con trai thì mang tiếng bị vợ bỏ bị cả làng cười vào mặt Chồng thì mặt mày hầm hầm cả ngày, không nói với bà một câu nào. Dẫu sao ông cũng là cán bộ xã mà con trai lại làm ra cái chuyện như thế thì ông cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Bà Năm tức tối nhưng cũng chả biết xả vào đâu. Đã thế thằng Phước còn như thế này nữa thì bà chỉ có nước nuôi báo cô nó trong nhà. Ồ cũng là vì cái tính tham lam của bà đã lây sang nó nên mới đến cơ sự này. Bà Năm thở dài nhìn cái nhà im ắng như cái nhà hoang mà lấy làm buồn phiền. Trong bệnh viện, Khuyên vừa sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Bà Nguyên tất bật chăm cháu trên môi không ngừng nở nụ cười. Khuyên bà mẹ cho xem con một chút. Thấy con đang ngủ ngoan trên nôi, cô nhìn con khẽ nói. Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không thể giữ được cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng mẹ hứa sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con. Mẹ nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho gia đình chúng ta. Hy vọng con sẽ hiểu cho mẹ. Khuyên lau vội giọt nước mắt vừa rơi rồi cười nhẹ. Bà Nguyên vỗ vỗ vai con động viên. Tháng ngày sau này có lẽ sẽ khó khăn. Nhưng chỉ cần có con trai và mẹ bên cạnh, Khuyên sẽ vượt qua được tất cả. Hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc. Nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa. Hãy cho bản thân một cơ hội và cho những người xung quanh được yêu thương mình. Hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần luôn hướng về những điều tốt đẹp thì cuộc sống này sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại. Bước bỏ đứa con xấu số. Đã hai tháng nay, Nguyệt bị trễ ngày đèn đỏ. Cứ nghĩ rằng mình bị rối loạn nội tiết sau khi sinh hai đứa con, nên Nguyệt khá chủ quan. Hôm nay đang đi làm, bỗng cô ngửi thấy cái mùi nước hoa của cô bạn đồng nghiệp mà buồn nôn, rồi cô vào nhà vệ sinh nôn thúc nôn tháo. Cô chưa bao giờ gặp tình trạng như thế này. Nghĩ sức khỏe mình có vấn đề, nên cô quyết định đi khám bác sĩ. Bước vào phòng khám, Tim cô đập mạnh, cảm giác lo lắng càng lúc càng rõ rệt. Sau khi khám sơ bộ xong, bác sĩ cho cô đi siêu âm và làm các xét nghiệm tổng quát. Nguyệt nằm xuống, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình siêu âm, hình ảnh của đứa bé hiện lên rõ nét. Bác sĩ nhìn kỹ màn hình, không nói gì trong vài giây ngắn ngủi, mà với Nguyệt, nó dường như dài đằng đẵng. "Chúc mừng chị, chị đã có thai, thai nhi phát triển tốt, mọi thứ đều ổn." bác sĩ bắt đầu nói nguyệt có chút ngạc nhiên có thai ạ à? vị bác sĩ nhìn cô rồi từ tốn nói đúng vậy gần ba tháng rồi chẳng lẽ chị không cảm thấy có gì khác lạ hay sao tôi bị trễ tận hơn hai tháng nay cứ nghĩ do rối loạn nội tiết ngập ngừng một lát cô hỏi thưa bác sĩ đứa bé là trai hay gái ạ à? bác sĩ nhìn màn hình một chút rồi từ tốn trả lời Tôi không chắc chắn 100%, nhưng phải đến 90% là một bé gái. Lời nói của bác sĩ như đánh một cú mạnh vào tâm trí Nguyệt, cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, tay cô siết chặt lấy mép giường, mắt nhòe đi, không nghe rõ thêm những gì bác sĩ nói nữa, tâm trí cô bị lấp đầy bởi hình ảnh của mẹ chồng đang cau mày, ánh mắt đầy phán xét. Bà đã từng nói rõ ràng rằng gia đình không cần thêm con gái nữa nếu cô không sinh được con trai nguyệt biết mình sẽ phải đối mặt với vô vàn áp lực từ bà sau khi rời khỏi phòng khám nguyệt đứng lặng ngoài hành lang bệnh viện cô nhìn quanh thấy mọi người xung quanh đều đang bận rộn nhưng trong lòng cô chỉ là nỗi trống rỗng bế tắc cảm giác bất lực xâm chiếm nước mắt trào ra cô không biết phải làm gì hay sẽ đối mặt với tương lai như thế nào từ sau khi lấy chồng Nguyệt chỉ ở nhà sinh nở và chăm con. Vì cô sinh toàn con gái, nên bà Liễu, mẹ chồng cô chẳng mấy may đã động trong non gì. Mãi sau khi con gái thứ hai ba tuổi, bà mới thi thoảng chơi với chúng. Mà oái âm thay, cô xin phép đưa con về gửi nhà bố mẹ đẻ thì bà lại không cho. Bà nói, sinh được thì nuôi được, dòng giống nhà này không để cô tùy tiện đưa đi đâu thì đưa. Nguyệt chẳng biết phải làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng lần mang thai này cô đã nghĩ sẽ là con trai vì nghe các bà nói nhìn con bé thứ hai là biết đứa sau nếu cô sinh sẽ đổi độ đổ con vậy nhưng đó cũng chỉ là kinh nghiệm của các bà chứ nó không hoàn toàn đúng đối với cô bác sĩ đã khẳng định là bé gái rồi nếu cô muốn sống yên ổn trong nhà này không còn cách nào khác là phải bỏ đứa bé này sau này cô vẫn còn cơ hội sinh đứa con trai nữa nguyệt lê đôi chân nặng trĩu trên đường nghĩ về con, về cuộc đời mình mà thấy cay đắng tủi nhục quá. Cô xoa tay lên bụng mà khóc. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Nếu có kiếp sau, mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ con đâu, mong con hiểu cho mẹ. Cô hít một hơi thật dài rồi đi thẳng đến một bệnh viện tư. Người bác sĩ là một phụ nữ trung niên rất dày dặn kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống như thế này. Sau khi thăm khám Vị bác sĩ điềm tĩnh hỏi lại cô. Chị chắc chắn là muốn bỏ đứa bé đi không? Cái thai gần được 3 tháng rồi đó. Em chắc chắn bác ạ. À. Bác làm nhanh giúp em. Vậy chị hãy ký cam kết này đi. Sau đó ra ngoài ngồi chờ. Một lúc sẽ có người hướng dẫn cho chị. Nguyệt đón lấy tờ giấy. Cũng chẳng đọc qua. Cô ký vào chỗ bác sĩ đánh dấu. Cô chỉ muốn làm thật nhanh. Nếu còn dùng dần nữa chắc cô cũng không đủ can đảm để giải quyết đứa bé này cô biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác dù điều này sẽ mãi mãi để lại vết thương sâu trong lòng nguyệt ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế lạnh lẽo trong phòng chờ của bệnh viện tay siết chặt tờ giấy xác nhận nạo thai không gian xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng và cảm giác trống trải đến ám ảnh trái tim cô đập loạn nhịp đầu óc quay cuồng trong suy nghĩ về quyết định đau đớn này dù đã cố gắng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt hốc hác của cô khi y tá gọi tên cô đứng dậy với đôi chân nặng nề như chì cô bước vào phòng phẫu thuật từng bước đi như bị kéo lê trong sự tê liệt căn phòng nhỏ hẹp ánh đèn huỳnh quang chói sáng càng làm nổi bật cảm giác lạnh lẽo một chiếc giường kim loại vài vật dụng y tế được đặt trên khai y đốc sáng bóng tất cả như đang chờ đợi khoảnh khắc khắc nghiệt nhất bác sĩ yêu cầu nguyệt nằm lên giường cô chậm chạp làm theo trong lòng ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi và tội lỗi bác sĩ nhìn cô qua cặp kính không có nhiều lời nói ngoài việc giải thích sơ lược quá trình dù biết đó là công việc thường nhật của họ nhưng với nguyệt đó là quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời cô bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc tê vào người nguyệt cô cảm nhận được cái đau nhẹ nơi kim tiêm chích vào da lạnh buốt và tê tái đôi mắt nguyệt nhắm nghiền cố gắng không nhìn thấy những dụng cụ y tế trên tay bác sĩ, những dụng cụ sắp lấy đi sinh mệnh trong mình. Căn phòng không một tiếng động, không khí xung quanh cô như đặt quánh lại. Bác sĩ bắt đầu đưa ống hút vào tử cung của cô để hút thai. Dù có thuốc tê, nhưng cảm giác tê buốt từ bên trong bụng vẫn làm nguyệt co quắp người lại. Cơn đau không chỉ đến từ thể xác mà còn xé toạc từng mảnh tâm hồn. Cô cảm nhận được từng chuyển động, từng cơn nhói lên khi đứa con bị tách khỏi cơ thể mình một dòng máu ấm trào ra thứ máu mà cô biết rằng không thể nào lấy lại đứa con trong bụng giọt máu của cô bây giờ đang rời xa nguyệt cắn chặt môi ngăn mình bật lên tiếng khóc nỗi đau thể xác dường như chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần cô biết mình không thể quay lại nhưng trái tim vẫn không ngừng run rẩy như muốn níu kéo lại điều gì đó đã mất mãi mãi khi quá trình kết thúc bác sĩ dặn dò cô vài lời về việc chăm sóc sau nạo thai nhưng tất cả những gì nguyệt nghe được chỉ là những âm thanh mơ hồ như vọng lại từ xa cô nằm đó đôi mắt vô hồn nhìn trân trối lên trần nhà trong lòng trống rỗng nguyệt không còn cảm giác về thời gian sau khi được đưa ra khỏi phòng cô ngồi trên chiếc xe lăn ánh mắt mờ đục không còn rơi lệ như thể nỗi đau đã rút cạn cả những giọt nước mắt cuối cùng nhưng sâu thẳm bên trong, với thương lòng vẫn âm ỉ cháy, chẳng bao giờ có thể lành lại. Vị bác sĩ bước đến bên cạnh, đôi mắt hơi ngập ngừng và trao cho cô một gói vải nhỏ. Giọng bác sĩ khẽ khàng nhưng triểu nặng. Như thế bà hiểu được sự dằn vặt và nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Đây là... Nếu cô muốn... Nguyệt mở to mắt, bàn tay run rẩy khi đón lấy gói vải ấy. Cô không dám mở gói vải ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó như thể đang cố gắng níu kéo chút sự sống mong manh mà cô vừa đánh mất. Con ơi, mẹ xin lỗi. Nguyệt thì thầm, giọng lạc đi trong không gian tĩnh mịch. Một dòng nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống mảnh vải, thấm vào đó như sự gắn kết cuối cùng giữa cô và đứa bé. Cảm giác tội lỗi, nỗi đau và sự trống rỗng như cuộn sóng trào lên trong lòng Nguyệt. Đứa bé này, giọt máu của cô, không bao giờ có thể cất tiếng khóc, không bao giờ được gọi cô là mẹ. Nguyệt cảm nhận rõ ràng sự mất mát không thể diễn tả bằng lời. Khi Nguyệt rời khỏi bệnh viện, ánh nắng bên ngoài như thiêu đốt làn da mỏng manh và cơ thể yếu ớt của cô. Nhưng nỗi đau trong lòng cô lúc này còn mãnh liệt hơn cả cái nắng chói chang ấy. Cô siết chặt chiếc túi nhỏ đựng bào thai trong tay, bước đi lặng lẽ như một cái bóng mỗi bước chân rời xa bệnh viện là mỗi bước cô đưa mình vào nỗi cô độc sâu thẳm trên đường về nhà nguyệt cúi gầm mặt xuống cố tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh trong lòng cô giờ đây chỉ có một nỗi sợ sợ ai đó phát hiện ra sự thật sợ những lời đay nghiến và khinh miệt từ mẹ chồng sợ chính bản thân mình không thể đối mặt với thực tại khi về đến nhà cô lặng lẽ bước qua cổng cẩn thận mở cửa thật khẽ để không ai nghe thấy mẹ chồng đã ra ngoài và chồng cô vẫn còn ở cơ quan ngôi nhà vắng vẻ yên tĩnh như giúp cô che giấu bí mật độn trời nguyệt bước nhanh vào phòng cô nhẹ nhàng đặt chiếc bọc vải nhỏ vào trong một chiếc hộp gỗ trước đây cô hay đựng trang sức gói ghém cẩn thận rồi lặng lẽ đi ra vườn sau nơi góc vườn khuất nhất cô nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai thấy cảm giác bất an và tội lỗi bủa vây lấy cô nhưng cô biết mình phải làm điều này nguyệt cầm lấy một chiếc xẻng nhỏ đôi tay run rẩy đào xuống lớp đất mềm từng xẻng đất rơi xuống vang lên khô khốc trong không gian yên lặng của buổi chiều muộn đất không quá cứng nhưng mỗi lần cô xúc lên lòng cô lại nhói đau đây là nơi đứa con bé bỏng người mà cô chưa kịp gặp mặt sẽ được chôn cất trong lặng lẽ trong bí mật và trong nỗi đau không ai biết khi cái hố nhỏ đã đào xong nguyệt dừng lại ngồi xuống đất, mắt dán chặt vào bọc vải trong tay. Cô mở ra, nhìn đứa con bé nhỏ của mình lần cuối. Đôi mắt cô đẫm lệ, nhòe đi, không nhìn rõ hình hài bé xíu ấy. Cô không thể thốt lên một lời nào, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong cổ họng. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Nguyệt thì thầm, từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Cô cẩn thận đặt bào thai vào trong cái hố nhỏ mà cô đã đào. Đôi tay run rẩy không muốn rời xa. Khi cô bắt đầu lấp đất lại, từng xẻng đất phủ lên gói vải, lòng cô như bị xé toạc ra. Cô không thể khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, như những giọt lễ cuối cùng cô dành cho sinh mệnh bé nhỏ mà cô không thể bảo vệ. Khi đất đã lấp kính, Nguyệt đứng dậy, nhìn xuống nơi chôn cất đứa con mình cô đặt một viên đá nhỏ lên trên để đánh dấu, nhưng không ai có thể phát hiện ra điều gì khác lạ. Đó sẽ là bí mật của cô, mãi mãi chôn sâu dưới lớp đất, cùng với nỗi đau và sự ân hận vô tận. Nguyệt quay vào nhà, lòng triểu nặng. Cô biết rằng không ai có thể hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Cô đã giấu đi tất cả, nhưng sự trống rỗng trong lòng sẽ mãi không thể nào lấp đầy. Đêm hôm đó, sau khi chôn đứa con số số nơi góc vườn, Nguyệt trở về phòng với một cảm giác trống rỗng và nặng nề. Cô nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc xoay quanh những hình ảnh của đứa con chưa kịp đầy đủ hình hài. Trong tâm trí cô, một khoảng tối mênh mông bủa vây như bóng ma không tên đè nặng lên tâm hồn. Cuối cùng, mệt mỏi quá sức chịu đựng, Nguyệt thiếp đi trong sự mơ hồ. Trong giấc mơ, nguyệt thấy mình đang đi trên một con đường dài hun hút tối om và lạnh lẽo xung quanh cô không có gì ngoài màn đêm tăm tối gió rít qua tai mang theo những tiếng thì thầm ghê rợn mỗi bước chân như chìm vào không gian lạ lẫm và đáng sợ cô thấy mình như bị kìm kẹp trong nỗi sợ vô hình bỗng nhiên từ xa có bước chân nhỏ nhẹ vang lên tiếng động ấy mỗi lúc một gần kèm theo tiếng thúc thích của một đứa trẻ Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy một cậu bé hình thù kỳ dị đang chạy về phía mình. Thân hình cậu nhỏ xíu nhưng lại có những phần cơ thể không phát triển đầy đủ. Tay chân cậu lỏng lẻo, siêu vẹo, làn da tái nhợt, xanh xao. Đôi mắt cậu đen lấy, vô hồn nhưng lại chứa đầy uất hận và nỗi đau. Mẹ ơi! Ấm con! Mẹ ơi! Giọng nói yếu ớt vang lên, nghe như tiếng thì thầm vọng lại từ xa xăm. Nguyệt đứng chôn chân, không thể cử động. Cô cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, cơ thể như bị tê liệt trước hình ảnh kinh hoàng của cậu bé. Đứa trẻ cứ chạy về phía cô, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra, cố gắng chạm vào cô. Cậu không ngừng gọi, giọng nói mỗi lúc một thê lương. Mẹ ơi, con lạnh lắm, ấm con đi mẹ. Nguyệt cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng cô không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Cô muốn chạy, muốn thoát khỏi hình ảnh ấy, nhưng đôi chân dường như dính chặt xuống đất. Cậu bé càng ngày càng tiến lại gần, bàn tay bé nhỏ đen đuổi co quắp, vườn ra, cổ nắm lấy cô. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Nguyệt bật khóc trong giấc mơ, nước mắt tràn ra không kiểm soát. Cô cố giơ tay lên để đẩy cậu bé ra xa, nhưng mỗi lần cô đẩy, cậu bé lại càng bám chặt lấy cô hơn. Đôi tay nhỏ bé của cậu quấn quanh chân cô, thân thể nhỏ nhắn với hình thù méo mó khiến Nguyệt kinh hãi. Nhưng thứ khiến cô đau lòng nhất chính là ánh mắt của cậu bé, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy trách móc. Con là con của mẹ mà, tại sao mẹ bỏ con? Mẹ ơi! Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Nguyệt. Cô gào thét trong giấc mơ, nhưng không ai nghe thấy. Cậu bé tiếp tục bám lấy cô, cố đòi cô ấm bồng. Nhưng hình ảnh của cậu ngày càng kỳ quái và đáng sợ hơn. Cậu bé không ngừng chạy theo, tay chân co quắp, thân thể nhầy nhụa đầy máu. Miệng cứ gọi mãi một câu, vọng lên như tiếng vọng từ địa ngục. Mẹ ơi! ấm con đi. Nguyệt giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cơ thể run rẩy. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường, nhưng giấc mơ quá thật đến mức cô cảm thấy như cậu bé vẫn đang hiện diện đâu đó trong căn phòng tối. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, trái tim vẫn đập dồn dập vì sợ hãi. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh phòng, nhưng chỉ có bóng tối lặng lẽ đáp lại. Chồng cô vẫn nằm bên cạnh với tiếng thở đều đặn. Hai cô công chúa vẫn đang say giấc nồng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ bám riết lấy nguyệt. Cô hiểu rằng mình đã mang theo không chỉ một bí mật, mà cả một nỗi ám ảnh mà cô sẽ không bao giờ thoát ra được. Ngày hôm sau, Nguyệt thức dậy khi toàn thân đau nhức và mỏi mệt. Khánh, chồng cô, thấy vợ có vẻ mệt mỏi nên gặn hỏi. Sao em nhìn nhợt nhạt thế? em không khỏe ở đâu à? Tối qua anh đi làm về thấy em đã đi ngủ rồi. Em mệt hay sao? Em chỉ bị cảm mạo chút thôi. Nguyệt cố lấp liếm. Anh đừng lo, em nghỉ ngơi chút sẽ khỏe thôi. Anh trông em không có vẻ là cảm. Em thử đi khám sức khỏe xem sao. Dạo gần đây thấy em ăn uống kém đi rồi đó. Em chú ý giữ sức khỏe. Dạ, em biết mà. Anh không phải lo cho em đâu. Em tự biết chăm sóc bản thân. Anh mau xuống ăn sáng rồi đưa con tới trường giúp em nha." Khánh chỉnh lại trang phục trước gương, rồi hối hai con gái xuống bếp ăn sáng rồi đi học để cho vợ nằm nghỉ thêm chút. Chồng cô là người nhu nhược nghe mẹ, thế nhưng anh là người hiền lành thương vợ và chăm lo cho con. Cũng chính vì điều đó mà Nguyệt cảm thấy được an ủi phần nào. Anh không hề giống tính bà Liễu, nhưng chỉ có điều, mọi thứ xung quanh cuộc sống của anh đều do mẹ quyết định, đó là điểm mà Nguyệt không hài lòng về anh. Những đêm sau đó, giấc mơ về đứa bé kỳ dị cứ ám ảnh Nguyệt không buông tha. Mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bé với đôi mắt trống rỗng đầy oán hận lại hiện lên, từng bước tiến về phía cô. Đôi tay nhỏ bé dơ ra đòi cô ẩm bụng, tiếng gọi yếu ớt nhưng vang vọng khắp không gian. Mẹ ơi! Ấm con! Mẹ ơi! Mỗi lần thức giấc, Nguyệt đều toát mồ hôi lạnh trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và hoảng loạn hơn từng ngày. Đôi mắt cô thâm quần, cơ thể suy kiệt vì không có đêm nào được ngủ trọn vẹn. Mỗi đêm, cơn ác mộng lại tìm đến. Cậu bé trong giấc mơ dường như càng ngày càng gần hơn. Đôi tay cậu càng cố bám lấy cô chặt hơn, ánh mắt càng oán trách hơn. Nguyệt bắt đầu sợ màn đêm. Cô sợ khi trời tối, cô sẽ bị cúng vào giấc mơ kinh hoàng ấy sự ám ảnh trở thành gánh nặng đè nặng lên tinh thần cô đến mức cô không dám nhắm mắt không dám ngủ nhưng dù cố gắng thế nào cơn buồn ngủ vẫn kéo đến và mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ cậu bé ấy lại xuất hiện cảm giác tội lỗi về quyết định bỏ thai ngày càng xâm chiếm tâm trí nguyệt cô không thể thoát khỏi ý nghĩ rằng mình đã làm sai rằng đứa con chưa kịp chào đời đang oán trách cô từ thế giới bên kia những giọt nước mắt rơi thầm lặng mỗi đêm không thể xóa nhòa đi nỗi ám ảnh ngày càng lớn. Ba ngày, Nguyệt cố tỏ ra bình thường trước mặt gia đình. Cô không dám kể với ai về những giấc mơ, về nỗi sợ hãi vô hình đang bóp nghẹt trái tim cô từng giờ từng phút. Cô biết, nếu nói ra, không ai sẽ hiểu. Mẹ chồng, chồng cô sẽ không thể nào cảm nhận được nỗi đau cô đang gánh chịu. Cô bắt đầu tránh xa mọi người trong nhà nguyệt ít nói ít cười luôn tìm cách ở một mình nguyệt bị dày vò bởi những hình ảnh ấy đến mức cô không thể chịu đựng nổi nguyệt bèn đem chuyện mình phá thai và giấc mơ kể lại cho linh bạn thân của cô linh cảm thấy ái ngại cho bạn và cũng thương bạn vô cùng cô không biết làm gì hơn là an ủi cô bạn thân của mình rồi khuyên bạn nên cố gắng đừng nghĩ nhiều mà lo cho bản thân và hai đứa bé Nguyệt cảm thấy lòng mình cũng được nhẹ nhõm hơn sau khi tâm sự với Linh. Chiều hôm đó, cô ra ngồi ở góc vườn nơi đã chôn bào thai, như thể muốn an ủi linh hồn đứa bé xấu số, số. Cô ngồi đó, nhìn vào mảnh đất nhỏ, tự thì thầm với đứa con. Mẹ xin lỗi, mẹ không có lựa chọn khác. Con tha thứ cho mẹ nha. Quả nhiên kể từ hôm đó, giấc mơ kỳ lạ không đến với Nguyệt nữa. Cô dần trở lại với nếp sống hàng ngày, và cô cũng không còn ám ảnh về việc làm thất đức của mình. Bắn đi một thời gian, Nguyệt phát hiện mình mang thai lần nữa. Cảm giác lo lắng và căng thẳng lập tức ùa về. Ký ức về lần phá thai trước, về những giấc mơ ám ảnh và cả áp lực từ gia đình chồng khiến cô không khỏi run rẩy. Sau vài tuần, Nguyệt đến bệnh viện để kiểm tra thai kỳ. Lúc bác sĩ siêu âm và cẩn thận nhìn vào màn hình, Nguyệt nín thở, lo sợ rằng mình lại phải đối diện với những lời đay nghiến của mẹ chồng nếu đó là một bé gái chúc mừng chị nguyệt là một bé trai rất khỏe mạnh bác sĩ mỉm cười thông báo ánh mắt đầy sự động viên cả người nguyệt như bừng sáng cô không thể tin vào tai mình cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng sau bao nhiêu áp lực và đau khổ cuối cùng cô cũng nghe được điều mà gia đình chồng cô luôn mong đợi khi bước ra khỏi phòng khám nguyệt cảm thấy mọi thứ xung quanh như thay đổi cô không còn thấy lo lắng hay sợ hãi như trước lần này cô tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn cô sẽ giữ gìn đứa bé không chỉ vì gia đình mà còn vì chính bản thân cô đứa bé này là hy vọng là sự chuộc lỗi cho quá khứ đau buồn mà cô từng phải trải qua khi về đến nhà nguyệt thông báo tin vui cho chồng khánh chồng nguyệt cũng không giấu được sự vui mừng dù anh chưa bao giờ ép buộc cô phải sinh con trai anh nắm tay cô giọng nói ấm áp nguyệt em vất vả tiếp nữa rồi cố gắng lên nha em cảm giác an ủi từ chồng giúp nguyệt thêm vững tin những gì cô lo sợ từ trước giờ dường như đã tan biến ngay cả khi mẹ chồng biết tin bà cũng thay đổi thái độ không còn lời nào cay nghiệt như trước nữa thay vào đó là sự vui mừng lộ rõ những tháng ngày mang thai trôi qua Nguyệt được mẹ chồng chăm sóc rất cẩn thận, kể cả hai đứa con gái của cô cũng được bà quan tâm săn sóc nhiều hơn. Nguyệt cảm thấy lần này cuộc đời đã cho cô cơ hội thứ hai để làm lại. Cô sẽ không để bất cứ điều gì phá hủy nó nữa. Em bé chào đời sau 9 tháng mong ngóng từ Nguyệt và gia đình chồng cô. Trộm vía thằng bé bụ bẩm, khôi ngô, rất đáng yêu. Mọi người gọi thằng bé biệt danh là Ben. Bà Liễu vui mừng lắm. Suốt ngày cưng nựng thằng cháu Đích Tôn, tất cả những gì tốt nhất đều dành cho nó. Hai con chị cũng thương thằng em lắm. Đi học thì chớ, về đến nhà là xà vào ôm em, thơm em không ngừng. Không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, ấm cúng. Nguyệt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, khi thằng Ben được gần một tuổi, liên tiếp những điều kỳ lạ lại xảy đến với gia đình Nguyệt. Một buổi chiều, bé khuê, con gái lớn của nguyệt ra vườn hái một bông hoa sứ vào nhà chơi cây sứ mọc lên ở cuối vườn nhà chẳng biết khi nào mà lớn nhanh lắm nguyệt cũng không để ý lắm cho đến khi con bé khuê vào nhà khoe mẹ ơi mẹ thấy hoa đẹp không lại còn thơm nữa nguyệt giật mình khi con gái đưa bông hoa sứ màu trắng lên mũi ngửi bình thường con bé dị ứng với phấn hoa nhưng tuyệt nhiên lúc này con bé cứ ngửi lấy ngửi để mà vẫn không thấy phản ứng gì thế nhưng nguyệt vẫn cẩn thận cô tiến lại giật lấy bông hoa từ tay con gái rồi nói mẹ đã dặn con không được ngửi hoa rồi cơ mà sao con không nghe mẹ hả bị mẹ giật mất bông hoa nó yêu thích con bé khuê khóc òa lên bà liễu nghe cháu khóc thì lật đật chạy lại hỏi có chuyện gì thế hả sao con khuê khóc to vậy nguyệt mẹ con bé bị dị ứng hoa con đã dặn không được ngửi rồi mà hôm nay nó lại ngắt bông hoa này ngửi Bà Liễu ngạc nhiên nói. Ờ, mà mẹ thấy nó có bị phản ứng gì đâu. Mọi hôm chỉ cần ngửi qua là nó đã xì đỏ cả mũi, người nổi hết mẫn đỏ rồi mà, ha. Bà kiểm tra người cháu gái một lúc, rồi quay lên nhìn Nguyệt nói. Lạ ta, không có phản ứng gì hết, vẫn bình thường, hay nó khỏi bệnh rồi ha. Nguyệt cũng vén áo con lên nhìn, nhưng người trơn lẳng, không một vệt đỏ nào. Cô hỏi con gái. Con có thấy khó chịu trong người không? Cái khuê mắt vẫn ngấn lệ lắc đầu. Con không? Nguyệt cũng thấy khá bất ngờ. Cô nghĩ chỉ là có lẽ con gái không bị dị ứng với loại hoa sứ này. Nhưng sự việc sau đó khiến cô không khỏi bàng hoàng. Con bé Khuê thường xuyên nói chuyện một mình. Nó cũng không hay chơi với thằng Ben và bé Đan, hai đứa con của cô nữa. Nguyệt ban đầu không nghĩ ngợi quá nhiều. Cô tự nhủ rằng có lẽ con gái mình chỉ đang tưởng tượng như bao đứa trẻ khác nhưng dần dần sự việc trở nên lạ lùng hơn con bé thường đứng tách ra ngồi một mình trong phòng hoặc lặng lẽ ở góc vườn bên cây hoa sứ cười cười nói nói như đang nói chuyện sôi nổi với ai đó nguyệt cảm thấy có chút lạnh sống lưng cô nhẹ nhàng tiến lại gần và hỏi khuê con đang nói chuyện với ai vậy khuê ngẩng mặt lên nhìn mẹ đôi mắt trong veo nhưng có gì đó rất xa lạ con bé mỉm cười rồi trả lời một cách hồn nhiên. Con đang nói chuyện với em kia, em ấy bảo con đừng chơi với Ben và Bé Đan nữa, chơi với em ấy thôi, em ấy chơi một mình tội lắm. Nguyệt khựng lại, em kia là ai? Trong vườn chỉ có mình Khuê, không có ai khác cả. Tim Nguyệt đập nhanh hơn, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng cô. Cô ngồi xuống cạnh con gái, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Em nào về con? Mẹ không thấy ai cả. Khuê chỉ tay về phía góc vườn ngay bên cạnh cây hoa sứ. Em ấy ở kia, em ấy tên là Đỏ, đang ngồi trên cành cây kia kìa. Em bảo con đừng nói với mẹ, nhưng con nghĩ mẹ sẽ không giận đâu, phải không mẹ? Nguyệt cảm thấy cả người lạnh toát, cô quay đầu nhìn theo hướng chỉ của con nhưng không thấy gì ngoài những cành hoa sứ rủ xuống. Gió nhẹ nhàng lướt qua, làm những cánh hoa khẽ đung đưa nhưng không có một bóng người nào cả tối hôm đó nguyệt không thể ngừng suy nghĩ về những gì khuê nói cô không thể lý giải được tại sao con gái mình lại có những hành động kỳ lạ như vậy liệu đó chỉ là trí tưởng tượng của một đứa trẻ hay còn điều gì ẩn khuất hơn ngày hôm sau nguyệt quyết định nói chuyện với chồng về việc này khánh cũng cảm thấy lo lắng khi nghe vợ kể lại anh đề nghị hay là chúng ta đưa khuê đi khám bác sĩ tâm lý có lẽ con bé đang bị ảnh hưởng tâm lý vì lý do nào đó. Nguyệt đồng ý với đề xuất của chồng, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi băn khoăn. Trước nay con gái cô chưa từng có biểu hiện kỳ lạ như vậy, tại sao con bé lại có thể có biểu hiện giống như một kẻ bị rối loạn tâm thần vậy được? Ngày hôm sau, Nguyệt đưa Khuê đến bệnh viện để gặp bác sĩ, lo lắng không ngừng đè nặng trong lòng. Cô kể cho bác sĩ nghe về những hành vi kỳ lạ của Khuê, từ việc con bé thường xuyên nói chuyện một mình, đến sự thay đổi trong cách cư xử với em trai và em gái. Bác sĩ lắng nghe cẩn thận, sau đó tiến hành một loạt xét nghiệm và kiểm tra tâm lý cho Khuê. Mọi quá trình diễn ra một cách bình thường. Khuê cũng không hề tỏ ra có gì bất ổn trong khi được kiểm tra. Sau vài giờ chờ đợi kết quả, Nguyệt cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, bác sĩ mời Nguyệt vào phòng để trao đổi kết quả. Chị Nguyệt, tôi đã xem xét toàn bộ kết quả xét nghiệm và chuẩn đoán. Tôi phải nói rằng sức khỏe thể chất và tinh thần của bé Khuê đều rất tốt, con bé không có dấu hiệu gì bất thường cả. Có lẽ việc bé nói chuyện một mình và thay đổi trong cách chơi đùa với anh chị em là do trí tưởng tượng phong phú của bé thôi." Nguyệt nghe xong mà lòng rối bời, kết quả xét nghiệm và chuẩn đoán không cho thấy điều gì bất thường, nhưng cảm giác bất an trong cô vẫn không thể biến mất. Cô cố gắng hỏi thêm. "Vậy chuyện Khuê thường xuyên nói chuyện với ai đó?" mà không có ai thực sự ở đó thì sao? Thưa bác sĩ, điều đó có đáng lo ngại không? Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích. Trẻ em trong độ tuổi của khuê thường có trí tưởng tượng rất phong phú. Có thể con bé tạo ra một người bạn tưởng tượng để đối phó với những thay đổi trong gia đình. Ví dụ như mẹ có em bé mới, không quan tâm đến bé nữa. Đây là một hiện tượng khá phổ biến và thường không phải là điều gì đáng lo ngại. Hãy thử dành thời gian trò chuyện với bé, để hiểu thêm về cảm xúc và suy nghĩ của con dù nghe lời giải thích của bác sĩ nguyệt vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cô nhìn khuê thấy con bé vẫn vui vẻ dường như không hề bị ảnh hưởng gì bởi những gì đã xảy ra nhưng trong lòng nguyệt một nỗi lo sợ mơ hồ cứ bám triết lấy cô khi đưa khuê về nhà nguyệt cảm thấy lòng nặng trĩu những lời bác sĩ nói không làm cô yên tâm được cô không thể không nhớ đến ánh mắt xa xăm của khuê mỗi khi con bé nói về em đỏ người mà cô chưa từng thấy tối hôm đó nguyệt không tài nào chợp mắt được cô ngồi nhìn con gái ngủ lòng đầy trăn trở chẳng lẽ thực sự chỉ là trí tưởng tượng của con bé cô tự hỏi nguyệt mệt mỏi nằm trên giường đôi mắt không tài nào nhắm lại được cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo về những hành vi kỳ lạ của khuê cảm giác bất an đeo bám cô suốt từ lúc về nhà đến nửa đêm khi cô tỉnh giấc giữa cơn mê chập chờn nguyệt quay người tìm khuê nhưng khi nhìn sang cô thấy chiếc giường trống không tim nguyệt bắt đầu đập nhanh cô ngồi dậy ngay lập tức mắt đảo khắp phòng hy vọng con gái chỉ đang ở đâu đó gần đây chắc là khuê đi vệ sinh nguyệt tự nhủ để trấn an mình cô nhanh chóng đứng dậy và bước ra ngoài hành lang mở cửa phòng vệ sinh nhưng không thấy con bé đâu trong lòng nguyệt dâng lên một cơn lo lắng tột độ cô bắt đầu lùng sụp khắp nhà, bước chân vội vã nhưng nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người. Tìm kiếm khắp phòng bếp, phòng ngủ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng khuê. Khi Nguyệt đi xuống tầng dưới và bật đèn phòng khách, cô bàng hoàng đứng khựng lại. Trước mắt cô là một khung cảnh đầy lạ lùng. Khuê đang ngồi giữa sàn nhà, xung quanh là những con búp bê, xe ô tô đồ chơi và rất nhiều món đồ nhỏ lẻ trải rác khắp nơi đồ chơi bày biện la liệt khắp phòng như thể có một bữa tiệc đang diễn ra nhưng chỉ có khuê là người duy nhất trong không gian đó đôi mắt con bé long lanh miệng lẩm bẩm nói chuyện với những con búp bê xung quanh khuê nguyệt khẽ gọi giọng nghẹn lại đêm hôm khuya khoắt sao con lại xuống đây chơi thế này khuê ngẩng đầu lên nhìn mẹ với ánh mắt lạ lùng cô bé mỉm cười dường như hoàn toàn không nhận thức được sự bất thường trong tình huống này con đang chơi với em đó. Mẹ ơi, em ấy bảo con ra đây chơi trò mới. Vui lắm. Nguyệt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, bước lại gần con gái, đôi tay run rẩy. Khuê, mẹ đã bảo là đêm khuya rồi, con phải đi ngủ chứ. Mẹ sẽ dọn dẹp đồ chơi cho con, rồi chúng ta cùng về phòng ngủ, được không? Khuê lắc đầu, đôi mắt to tròn và sáng long lanh, nhưng lại chứa đựng điều gì đó khó hiểu. Không mẹ ơi, em đã nói con phải ở lại chơi với em, con không được đi ngủ. Nguyệt cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ ai ngoài con bé và những món đồ chơi vô tri. Nhưng các cách khuê nói về em đỏ như thể có ai đó vô hình đang hiện diện trong căn phòng cùng cô, khiến Nguyệt không thể không sợ hãi. Cô nén nỗi sợ, Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay khuê kéo con bé đứng dậy không có ai ở đây cả khuê chúng ta về phòng thôi muộn rồi con cần đi ngủ nhưng khuê giật tay ra khỏi mẹ ánh mắt sắc lạnh hơn trước môi miếng chặt không con không đi ngủ đâu con chơi với em đỏ cơ con bé la lên nguyệt đứng đó hoảng loạn cô nói với con bé giọng gắt gỏng làm gì có em đỏ nào đi ngủ sáng mai đi học còn không nghe lời mẹ hả Vừa nói cô vừa nắm lấy tay con mà lôi đi. Nhưng con bé tỳ lại không muốn rời đi. Nó bắt đầu la hét lớn tiếng. Không, con không ngủ. Con chơi với em. Mẹ không cho con chơi với em. Con ghét mẹ. Nguyệt bực mình đưa tay đánh vào mông con. Hư nè, lớn rồi sinh ra tật nói dối mẹ hả? Dám bị chuyện nói dối mẹ nè. Vừa nói cô lại vừa đánh vào mông con bé đôm đớp. Tiếng ầm ý vang khắp căn nhà bà liễu và khánh nghe ồn ào thì lật đực chạy xuống phòng khách nhìn thấy hai mẹ con đang dằn co bà liễu giọng con ngái ngủ khoác nhẹ nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ à con bé làm gì mà con đánh nó khóc ầm ĩ lên thế hả nguyệt nguyệt đang điên tiết trong người nghe giọng bà liễu nói vậy lại càng sôi máu mẹ nhìn xem nửa đêm nó mò dậy bày đồ chơi khắp nhà thế này không chịu đi ngủ mẹ nghĩ con nên làm thế nào bà liễu nhìn quanh phòng khách thấy đồ chơi bày la liệt khắp nơi rồi nhìn xuống khuê con bé đang khóc nước nở dưới tay nguyệt bà cho mày giọng vẫn có chút ngái ngủ thì từ từ bảo bàn nó con đánh con bé khóc ầm ĩ lên thế này còn ra thể thống gì nguyệt gằn giọng cương giận trong lòng bùng lên mẹ bảo từ từ thế nào được khi nửa đêm nó lại dậy bày hết đồ chơi ra thế này nó còn bịa ra chuyện em đỏ gì đó để biện minh nữa bà liễu ngồi xuống ghế thở dài trẻ con mà Tưởng tượng ra bạn chơi cũng là chuyện thường Mẹ thấy không có gì phải làm quá lên thế Nguyệt quay qua nhìn khuê Đứa bé vẫn còn nước nở Mắt đầy nước mắt Nhưng vẫn lẩm nhẩm nhắc đến em đỏ Trong cơn nghẹt ngào Cô cảm thấy trong lòng mình không chỉ là cơn giận Mà còn là nỗi sợ âm ỉ Không thể giải thích Khánh, chồng Nguyệt bước đến bên cạnh Đặt tay lên vai cô Giọng nhẹ nhàng Thôi em à, trẻ con đôi khi tưởng tượng ra Những điều không có thật mình làm bố mẹ thì nên khuyên nhủ chứ đừng nóng giận đánh con như thế để anh đưa con lên phòng rồi mình từ từ nói chuyện nha nguyệt im lặng một lúc rồi buông tay khỏi khuê cô Khu không nói gì nhưng cảm giác bất lực lớn ác mọi thứ khánh nhẹ nhàng dắt con gái lên phòng vỗ về con bé cho nó ngủ lại trong phòng khách nguyệt đứng một mình giữa những món đồ chơi vương vãi lòng cô tràn đầy nỗi hoang mang cái tên em đỏ mà quê liên tục nhắc đến vang lên trong đầu cô đầy ám ảnh bà liễu nhìn theo nguyệt giọng dịu lại mẹ biết con căng thẳng nhiều chuyện nhưng phải giữ bình tĩnh chứ không phải cái gì con cũng giải quyết bằng bạo lực được trẻ con nó nhạy cảm mình càng làm căng nó càng sợ hãi nguyệt không đáp cô thu dọn đồ chơi trong im lặng nhưng trong đầu vẫn lởn vởn những ý nghĩ bất an về con gái và câu chuyện về em đỏ cô cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát với tình hình sáng hôm sau nguyệt thức dậy với cảm giác nặng nề trong lòng những sự kiện đêm qua vẫn còn động lại trong tâm trí cô nhưng cô không muốn để chúng ảnh hưởng đến công việc hàng ngày nguyệt chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi gọi khuê dậy để chuẩn bị đi học tuy nhiên điều kỳ lạ xảy ra ngay khi cô gọi con gái khuê vậy thôi con mình đi học nào kẻo trễ rồi thay vì phản ứng bình thường như mọi khi khuê nằm lì trên giường mắt mở to nhưng không có ý định nhúc nhích con không muốn đi học đâu mẹ khuê nói giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm nguyệt ngạc nhiên bước đến gần cố giữ giọng bình tĩnh sao thế con hôm nay là thứ hai con phải đến trường chứ mẹ đã chuẩn bị hết đồ cho con rồi khuê ngồi dậy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cương quyết đôi mắt nhìn mẹ chăm chú con không muốn đi học con muốn ở nhà chơi với em đỏ em đỏ bảo con ở nhà mẹ à em đỏ nói mẹ không cho em ấy đi học nên em ấy buồn lắm nếu con đi em ấy sẽ phải chơi một mình nguyệt nghe xong tim cô đập mạnh môi cô rung lên muốn quát thẳng vào mặt con bé nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua cô càng dữ dằn con bé càng sợ hãi nên nguyệt cố lấy lại bình tĩnh nói nhỏ nhẹ với con gái con yêu mẹ hiểu em đỏ là người bạn rất quan trọng với con nhưng bạn bè thật sự sẽ không ngăn cản con đi học hơn nữa nếu con không đi học thì làm sao gặp các bạn khác được em đỏ chắc chắn sẽ hiểu mà đúng không khuê lắc đầu quầy quậy giọng cương quyết hơn không mẹ không hiểu đâu em đỏ không muốn con đi học em ấy buồn vì không ai chơi với em ấy nếu con đi em ấy sẽ ở nhà một mình em ấy bảo con ở lại với em nguyệt cảm thấy như có điều gì đó rất lạ lùng và khó hiểu đang diễn ra từ trước tới nay khuê chưa bao giờ có biểu hiện như thế này cô ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng nhưng kiên quyết khuê con phải nghe mẹ mẹ không thấy em đỏ nào hết cả con đừng nói dối mẹ nữa được không giờ thì chúng ta phải đến trường mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cho con rồi nhưng khuê vẫn không nhúc nhích khuôn mặt bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp không con ở nhà với em đỏ thôi Em ấy nói mẹ không thương em Em ấy bảo em ấy ghét mẹ Khuê Con không được nói như vậy Giọng Nguyệt đánh lại Tuy nhiên cô cảm thấy bất an tột độ Em đó không chỉ là người bạn tưởng tượng nữa Mà còn có vẻ như đang kiểm soát suy nghĩ của con bé Cô cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng nỗi sợ hãi dâng lên từng đợt trong lòng Cô không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này Khánh, chồng Nguyệt Nghe thấy tiếng ồn từ trong phòng Bước vào bà thấy cảnh tượng khuê đang chống đối mẹ, anh nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì thế? Nguyệt quay sang Khánh giọng thấp nhưng đầy lo lắng. Khuê không chịu đi học, con bé nói muốn ở nhà chơi với em đỏ. Em đã thử khuyên nhủ nhưng con bé nhất quyết không nghe. Khánh cúi xuống nắm lấy tay khuê. Con à, bố mẹ đều muốn tốt cho con. đi học là để gặp gỡ bạn bè, học thêm nhiều điều mới. em đỏ chắc chắn sẽ không buồn đâu. em ấy sẽ đợi con về rồi cả hai lại chơi cùng nhau khuê mở to mắt tròn lên nhìn bố rồi hỏi bố bố cũng thấy em đỏ phải không cả khánh và nguyệt đều lúng túng không biết phải làm sao trước tình huống này khánh nhìn nguyệt rồi nhìn con gái lắc đầu không bố không thấy ai khác ngoài con gái yêu cả em ấy đang đứng ở gần cửa sổ kia bố khánh và nguyệt đều cảm thấy lúng túng trước tình huống bất ngờ này khánh nhìn nguyệt rồi quay lại nhìn khuê lắc đầu và cố gắng giữ giọng bình tĩnh không bố không thấy ai ngoài con gái yêu cả khuê chỉ tay về phía cửa sổ mắt vẫn sáng lên em đỏ đang đứng ở gần cửa sổ kìa bố khánh và nguyệt theo hướng tay của khuê nhìn về phía cửa sổ mặc dù không thấy gì khánh vẫn cố gắng mỉm cười cúi xuống gần khuê và nói nếu em đỏ đang đứng ở đó chắc chắn em ấy đang chờ con và sẽ rất vui khi gặp lại con sau khi học xong. Nguyệt trong khi vẫn còn hơi lúng túng, thêm vào. Con có thể kể cho em đỏ nghe về những điều thú vị con học được hôm nay. Em đỏ chắc chắn sẽ rất thích nghe những câu chuyện của con. Khuê gật đầu, có vẻ như lời nói của Nguyệt có tác dụng. Con bé gật đầu đồng ý dậy đi học. Trước khi đi, con bé còn ngoảnh lại nói với em đỏ. Em chờ chị nha, chiều đi học về chị chơi với em. Tuy nhiên, khi Khuê vừa leo lên xe của Nguyệt để đi học, thì con bé lại nhõng nhẽo. Mẹ, mẹ cho em đỏ đi học cùng con nha. Nguyệt cảm thấy khó xử khi con gái cứ mục mực với em bé đỏ nào đó. Cô không muốn trả lời mà dặn con gái ngồi cho vững, rồi vặn ga đi thẳng, mặc cho con bé ngồi sau gạo khóc. Đến chiều, khi Nguyệt vừa đón Khuê đi học về, con bé Khuê đã khóc lóc dậy nảy lên. Mẹ, mẹ thấy chưa? em đỏ giận con rồi đó nguyệt tức giận trước thái độ của con cô không muốn nghe từ em đỏ nào từ miệng con gái nữa bỏ mặt con đứng đó cô bước nhanh vào trong nhà nhưng tối hôm đó con bé khuê lại có biểu hiện lạ lùng hơn con bé kêu đau đến giờ ăn không chịu ăn miếng nào cứ như thể ai đó đang châm chọc con bé đến bà liễu cũng cảm thấy lo lắng ba người lớn đều nhìn nhau vẻ bàng hoàng không ai nói với ai lời nào Khánh sốt ruột liền ô yếm nhìn con gái gặn hỏi. Con gái, sao không ăn cơm đi? Bố ơi, con đau. Con đau ở đâu? Đây nè. Con bé vừa nói vừa đưa tay và chân lên. Có những vết bầm tím. Khánh hoảng hốt hỏi con. Ai đánh con mà bầm tím hết cả lên thế này? Lúc này Nguyệt và bà Liễu cũng vội vàng tiến sát gần con bé để nhìn. Có những vết bầm tím như ai đó cấu véo nó. Rõ ràng lúc nãy tắm cho con, Nguyệt thấy chân tay con bình thường cả mà. Con bé Khuê liền nhìn bố rồi kể. Con không ở nhà chơi với em, cũng không cho em đỏ đi học cùng, nên em ấy ghét con, cứu con từ nãy tới giờ đó bố. Bố nhìn kìa, em ấy đang ngồi đó, khen đồ ăn mẹ nấu ngon lắm. Cả nhà nhìn theo hướng tay của bé Khuê, rõ ràng cái ghế trống không làm gì có ai. Mọi người đều kết luận chắc con bé bày trò nên ăn nói vớ vẩn. Nãy giờ nó không chịu ăn nên tự cấu vào người mình như vậy. Nghĩ là vậy, ai nấy đều giải tán về chỗ ngồi, mau chóng kết thúc bữa ăn thật nhanh. Còn Khuê, con bé lúc đó mới chịu ăn đôi chút rồi cũng về phòng học. Khi rửa dọn xong xuôi, Nguyệt sang phòng bà Liễu bế thằng Ben về phòng mình. Vừa thấy mẹ bước về phòng, con bé Khuê liền kêu thất thanh: "Mẹ, mẹ ơi cứu con." Nguyệt trợn tròn mắt, khi con bé Khuê cứ cố gồng lên như thể đang bị ai đó đè lên đầu lên vai. Nguyệt sốt sắng hỏi, con làm sao thế Khuê? Em đỏ cứ leo lên vai con bắt con chơi, không cho con học, con nói mãi em không chịu xuống. Nguyệt đặt thằng Ben xuống giường rồi nhìn Khuê vẻ nghiêm nghị. Thôi, con đừng bày trò nữa đi, tập trung mà học, mẹ không có thời gian nghe con bày trò nữa đâu. Mẹ phải dỗ cho em ngủ, con học nhanh lên rồi con đi ngủ sớm. Nói xong, cô quay người lại bế thằng Ben lên và đung đưa ru cho thằng bé ngủ. Mặc kệ khuê đang bày đủ thứ trò chơi xung quanh. Cô đã mệt mỏi với việc con bé liên tục bày trò như vậy rồi. Ru thằng Ben ngủ xong, Nguyệt quay lại thì thấy con bé khuê đang ngủ gật trên bàn. Mồ hôi lấm tấm như thể con bé vừa hoạt động nặng nhọc xong. Mặc dù phòng cô đang bật điều hòa mát lạnh, Nguyệt có chút lo lắng liền bế con lên giường ngủ. Con bé không có biểu hiện sốt nên cô cũng khá yên tâm Khánh hôm nay đi làm ca đêm nên không về. Căn phòng chỉ còn bốn mẹ con. Bé đang đã ngủ từ sớm. Bé Khuê và Ben thì vừa mới ngủ. Nhìn các con say giấc nồng, Nguyệt cảm thấy lòng an yên. Bỗng dưng rèm cửa sổ bay lên như thể cửa đang mở và có cơn gió lùa vào. Nguyệt cũng thấy lạnh sống lưng. Nguyệt nhìn về hướng đó, bỗng thấy bóng dáng của một thằng bé đang đứng nhìn cô đầy căm phẫn, hệt như giấc mơ ngày nào. Thằng bé đứng co ro như đang rung lên vì lạnh cô mặt nó kỳ dị lắm, Nguyệt nhìn cảm giác hơi ghê rợn. Thằng bé giống như giấc mơ những năm về trước cô đã từng nhìn thấy. Tuy nhiên đứa bé này đã lớn hơn. Nguyệt cố gắng lấy hết sức bình sinh tiến lại gần, nhưng thằng bé như bong bóng xà phòng tan vào hư vô, chỉ còn là chiếc rèm cửa đang khẽ đung đưa. Nguyệt lắc đầu, cô thoáng nghĩ có lẽ mình bị ám ảnh bởi câu chuyện của bé khuê, hoặc là do mình quá mệt mỏi mới sinh ra ảo tưởng. Nghĩ vậy nên cô quay người lại đến gần bên các con, đặt mình nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho các con, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mê mang, Nguyệt thấy có một thằng bé nắm lấy chân thằng Ben lôi tuột xuống một vũng lệ. Nguyệt cảm thấy mình đứng như đóng băng, bất lực nhìn thằng bé Ben dần tuột xuống vũng lầy. Vũng lầy dường như sâu hung hút, cuốn lấy thằng Ben. Bên trong, thằng bé lạ mặt cứ kéo mạnh. Nguyệt gào khóc, Tiếng hét của cô vang vọng trong không gian tối tăm, nhưng không có ai nghe thấy. Cô cố gắng chạy về phía vũng lầy, nhưng đôi chân như bị đè nặng, không thể di chuyển. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị dính chặt vào mặt đất, mỗi bước đi đều nặng nề và khó khăn. Dù có cố gắng đến mấy, Nguyệt không thể với tới thằng Ben. Cô nhìn thấy đôi mắt của con trai mình đầy sợ hãi và không hiểu điều gì đang xảy ra. Thằng Ben vươn tay về phía mẹ nhưng khoảnh khắc giữa họ dường như ngày càng xa. Cảnh tượng trở nên mờ ảo khi Nguyệt cảm thấy một sức nặng bao trùm lấy mình. Cô gào lên một lần nữa, tiếng hét của cô hòa lẫn vào trong sự hỗn loạn. Nguyệt choàng tỉnh dậy, cô cảm thấy mình đang toát mồ hôi, tim đập mạnh. Cô cảm nhận rõ rệt trên khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cô ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tối, nơi các con vẫn đang ngủ yên. Ánh sáng từ đèn ngủ mờ nhạt làm dịu đi nỗi sợ hãi, nhưng cảm giác bất an vẫn còn vương vấn trong lòng. Nguyệt thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhìn các con vẫn ngon giấc nồng, Nguyệt cảm thấy phần nào yên lòng hơn. Cô nằm lại xuống giường và cố gắng thư giãn, nhưng cảnh tượng kinh hoàng trong giấc mơ vẫn còn động lại trong tâm trí cô. Sáng hôm sau, Nguyệt kể lại giấc mơ cho bà Liễu nghe. Bà Liễu phẩy tay rồi nói, Ôi, Chắc con thần hồn ác thần tính, nghe con bé khuê nói nhảm lâu rồi nhập tâm, chứ có thằng bé nào đâu. Nghe những lời bà Liễu nói, Nguyệt vẫn không thể nào yên tâm được. Trước khi đi làm, cô cứ dặn đi dặn lại bà Liễu. Mẹ để ý thằng Ben giùm con nha. Bà Liễu nghe Nguyệt cứ nhắc đi nhắc lại vậy, bà sinh bực, liền cắt. Biết rồi, cứ nói mãi thế. Nguyệt thấy thái độ nóng nảy của mẹ chồng thì không nói nữa, liền chở hai con tới trường rồi đi làm luôn bà liễu không tin lời nguyệt kể nhưng vẫn để ý thường xuyên đến thằng ben đi đâu bà cũng không dám rời mắt khỏi nó thậm chí cả đi vệ sinh bà cũng phải đặt nó trước mặt để trông chừng thế nhưng con người mà cũng có lúc bất cẩn thằng bé ben đã chập chững biết đi nó thích khám phá và thường lắm chậm đi khắp nơi khiến bà liễu ở nhà trông cũng phát mệt trời bỗng nhiên đang trong xanh thì mây đen kéo đến rồi một cơn gió mạnh ùa đến cảm giác như trời sắp mưa Bà Liễu vội vàng chạy ra sân để lùa đống quần áo vào cho khỏi ướt. Trước khi đi, bà còn đặt thằng bé vào cái củi rồi đưa mấy cái đồ chơi cho thằng bé chơi. Nhưng khi bà quay vào thì không thấy thằng bé đâu. Bà hốt hoảng thật sự. Cái củi khá cao, làm sao thằng bé trèo qua được. Nhìn lại thì ra lúc bà vội mà quên chốt cái cửa ra vào. Bà chốt không chặt, có lẽ thằng bé mở được đi ra. Bà tìm mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy vừa tìm cháu bà vừa gào khóc ben ơi ừ, cháu đâu rồi tìm trong nhà không thấy bà liễu tức tốc chạy ra vườn cơn mưa đã nặng hạt cái hố trong vườn khánh đào chuẩn bị trồng cây thì bắt đầu động nước bà chạy ra thì thấy cái chân thằng ben đang ở trên bờ còn mặt nó cắm xuống hố bùn đất và nước mưa khiến nó lấm lem bà hốt hoảng hét lớn có ai không cứu cháu tôi với trời ơi Nguyệt đang làm việc thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ chồng. Giọng bà Liễu có vẻ rung rung. Nguyệt ơi, con về ngay nha, thằng Ben, thằng Ben gặp chuyện rồi. Nguyệt chân tay bủng rủng không cầm nổi cái điện thoại khiến nó rơi xuống bàn. May vẫn chưa bị hỏng, tiếng bà Liễu vẫn hốt hoảng. Nguyệt, Nguyệt ơi, con còn ở đó không? Nguyệt nhặt chiếc điện thoại lên, giọng bà Liễu vẫn vang lên. Mẹ đang ở bệnh viện e, con vào nhanh nha mẹ gọi thằng khánh rồi nguyệt không kịp phản ứng gì nữa tức tốc xuống tầng hầm lấy xe rồi lao nhanh đến bệnh viện vừa đến cổng cô cũng gặp khánh vừa đi đón hai con gái về hôm nay đến lượt anh về sớm đón con khi vừa đón được hai con cũng vừa nghe được điện thoại của bà liễu liền tức tốc đến đây nguyệt nước mắt nhòe đi cô bước chân vội vã đến khoa cấp cứu bà liễu đang ngồi ngoài chờ thấy nguyệt bà khóc nguyệt ơi nguyệt hốt hoảng hỏi mẹ thằng bé sao rồi mẹ cháu bị làm sao thế hả mẹ bà liễu lau nước mắt thở dài nói nó bị ngã xuống hố thằng khánh hôm qua đào dở để trồng cây xoài nguyệt và khánh đều há hốc mồm nguyệt sốt sắng sao nó lại đi ra đó được mẹ Mẹ cho nó vào củi rồi thu dọn quần áo đồ đạc vào kéo mưa. Nhưng khi vào lại không thấy nó đâu nữa. Mẹ tìm khắp nhà nhưng không thấy. Sau đó chạy ra phía ngoài vườn nhìn thì phát hiện nó bị ngã xuống dưới cái hố. Cũng may mẹ phát hiện nhanh và đưa đi cấp cứu kịp thời. Nếu không thì... <laughs> bà Liễu khóc nghẹn không nói thêm được nữa. Biết con đã qua cơn nguy kịch nên Khánh tạm thời nhẹ nhõm hẳn. Nhìn qua ô cửa kính, anh thấy thằng bé đang thở có vẻ mệt nhọc sau những dây nhợ lằn nhằn của máy móc. Bỗng nhiên con bé Khuê chỉ tay về phía bên rồi nói. Ơ, ờ, em đỏ cũng ở đây nè. Khánh giật mình khẽ mắng nhẹ con. Khuê, đừng có nói nhảm ở đây. Làm gì có em đỏ nào. Có thật mà. Em ấy đang đứng trước đầu giường em bên đó. Đó, em ấy đang vẫy tay với con kìa. Cả nhà cùng nhìn vào phía bên đang nằm. Không có ai ngoài vị y tá đang chăm sóc cho thằng bé nguyệt nhẹ nhàng nói với con không có em đỏ nào ở đây đâu con thiệt mà mẹ phải tin con nguyệt không biết nói gì nữa đành đứng im lặng ôm bé khuê vào lòng rồi nhìn về phía thằng bé ben giấc mơ đêm qua rõ ràng là điềm báo trước cho cô thế nhưng cô cũng không thể ngăn mọi chuyện xảy ra được cô cảm thấy run sợ và lo lắng con bé đang đòi đi vệ sinh bà liễu dắt con bé đi khánh cũng theo chân cô y tá đi đóng viện phí lúc này chỉ còn nguyệt và khuê đứng ngoài hành lang con bé khuê chợt ngước lên hỏi mẹ mẹ ơi sao mẹ không thương em đỏ sao mẹ lại bỏ em ấy em ấy nói em ấy ghét mẹ mẹ thương em ben mà không thương em đỏ em ấy nói em ấy sẽ đưa em ben đi xa khỏi vòng tay mẹ mẹ à nguyệt nghe khuê nói vậy liền hốt hoảng khuê con nói nhảm cái gì thế con bé khuê thấy thái độ của mẹ như vậy liền sợ sệt mẹ con không nói nhảm Mẹ không thấy em đỏ hay sao Em ấy đang ngồi cạnh đòi mẹ bế kìa Vừa nói khuê vừa chỉ vào chỗ ghế bên cạnh Nguyệt Khiến cô rụng mình Cô nhìn theo hướng tay chỉ của con gái Chỉ thấy chiếc ghế trống trơn Vừa lúc đó thì bà Liễu cũng đưa bé Đan đến Nguyệt liền bảo bà Mẹ gọi taxi đưa hai đứa về giùm con nha Trẻ con ở trong bệnh viện không hay Ừ Thế hai vợ chồng ở lại Mẹ đưa hai đứa về đặng tắm rửa cho chúng nó ăn nữa. Nói xong, bà Liễu dắt Khuê và đang về. Khánh cũng quay lại với hai hộp cơm trên tay. Anh đưa cho vợ một hộp rồi nói. Em ăn đi kẻo đói. Em chẳng lòng dạ nào mà nuốt nổi. Con cũng qua cơn nguy kịch rồi. Anh cũng hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói chờ theo dõi thêm mấy tiếng rồi mới cho người nhà vào. Em phải ăn mới có sức chăm con chứ. Cầm hộp cơm trên tay mà Nguyệt chẳng muốn ăn tẹo nào. Cô chần chừ một lúc rồi quay sang hỏi Khánh. Anh Khánh nè, anh có tin vào ma quỷ không? Trên đời này làm gì có ma, em lại nói nhảm theo con gái rồi à? Không, em cũng không tin. Thế nhưng kỳ lạ lắm anh à. Tối qua lúc tru thằng Ben ngủ xong, em có nhìn thấy một bóng trẻ em đứng ở cửa sổ phòng mình. Sau đó em lại mơ thấy thằng Ben bị đứa bé đó kéo xuống vũng lầy. Mặt em có gào thét như thế nào cũng không thể cứu con được. Đứa bé đó ở đầu ra, tại sao nó lại ở trong nhà mình và muốn lấy mạng thằng Ben vậy? Khánh tỏ vẻ hoài nghi. Lúc này, Nguyệt mới thành thật. Em nói chuyện này, anh đừng trách mắng em nha. Chuyện gì? Em nói đi. Trước khi sinh Ben, em có mang thai một lần. Bác sĩ nói đó là con gái. Em đã sinh hai đứa con gái rồi. Mẹ suốt ngày mắng nhiếc em. Vì vậy, em đã rất sợ hãi. Nên quyết định đi phá mà không cho ai biết. Liệu đứa bé đó có phải là vừa nghe nguyệt nói xong mắt khánh đã trợn trừng giọng trách móc nguyệt có chuyện đó sao em không nói với anh đó cũng là con anh mà sao em tự quyết vậy nguyệt cúi đầu im lặng trước lời trách mắng của khánh cô không biết phải trả lời sao nước mắt tràn ra từ khóe mắt khánh đứng dậy tức giận bước ra ngoài để lại nguyệt một mình trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng trào trong lòng nguyệt Cô không thể ngừng nghĩ về những điều kỳ lạ đã xảy ra từ khi cô phá thai. Có lẽ em đó thực sự là linh hồn của đứa con mà cô đã bỏ rơi. Sự căm hận và đau khổ của linh hồn ấy đang trút lên gia đình cô, đặc biệt là thằng bé Ben. Nguyệt ngồi đó, lòng nặng trĩu, tự trách bản thân vì quyết định của mình. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên từ đâu đó trong hành lang trống trải. Âm thanh ấy vang vọng, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Cô quay lại, mắt mở to vì sợ hãi. Cô không thấy ai cả, nhưng tiếng cười như ám ảnh vang vọng trong không gian u ám của bệnh viện. Chẳng lẽ thằng bé đó ở đây thật? Nguyệt không ngừng trách móc bản thân và muốn tìm cách chuộc lỗi lầm nhưng không biết cách gì. Một lúc sau, Khánh quay lại. Ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng không còn giận dữ như trước. Nguyệt nhìn anh, lòng đầy hối hận và lo lắng anh à em khánh thở dài chuyện đã xảy ra rồi có trách móc vợ cũng không cứu vãn được đứa con chưa kịp thành hình của mình khánh ngồi xuống bên cạnh vợ hai tay chống lên đầu gối vẻ mặt trầm ngâm một lúc sau anh mới lên tiếng anh biết em chịu áp lực từ chuyện sinh con trai nhưng anh hy vọng từ nay về sau có chuyện gì em cũng phải bàn bạc với anh trước không được tự ý quyết định như thế nghe chưa? Nguyệt gật đầu rồi khóc trưng trước. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên khi Khánh vẫn đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy. Sáng hôm sau, thằng Ben tỉnh lại. Bác sĩ nói theo dõi thêm vài ngày rồi cho xuất viện. Khánh và Nguyệt nhìn nhau mừng lắm. Sau đó, Nguyệt bảo Khánh ở lại. Mình về lấy một số đồ dùng cá nhân rồi vào viện chăm con hai ngày cho Khánh đi làm và chở hai con bé đi học luôn. Trên đường đi, Nguyệt bất ngờ bị một xe máy lao nhanh rồi đâm sầm vào xe cô. Cô bị hất văng ra xa mấy mét, đầu đập xuống đường. Trước lúc ngất liệm đi, cô còn nghe thấy tiếng một thằng bé gọi. Mẹ, mẹ ơi, dậy đi. Cô tỉnh lại, thấy một cậu bé nắm tay cô lôi đi chơi. Tiếng thằng bé cười vang khắp một vùng. Cô bất giác cứ chạy theo thằng bé vào công viên gần đó, nô đùa cùng nó, chơi đua quay, xích đu và nhiều trò chơi khác nữa cô còn mua cả kem cho thằng bé ăn thằng bé thích thú và hạnh phúc lắm nó bảo với cô từ trước đến nay con chưa bao giờ được mẹ dẫn đi chơi cả con thương mẹ lắm nhưng mẹ không thương con mẹ thương em ben thôi nguyệt nhìn thằng bé cười nói mẹ không biết con thì làm sao mẹ thương được ben là mẹ sinh ra mẹ thương là đúng rồi con cũng là con của mẹ mà mẹ cũng sinh con ra mẹ không nhớ à nhưng mẹ bỏ con con lạnh lắm, con đói lắm mẹ à. Nguyệt nhìn thằng bé trông rất tội nghiệp, liền ôm nó vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ mồ côi bị thiếu tình thương của cha mẹ. Nước mắt cô bất giác rơi lã chả. Thằng bé nhìn cô rồi lau nước mắt bảo. Mẹ đừng khóc, mẹ khóc xấu lắm. Thằng bé đưa tay lau từng giọt nước mắt còn nóng hổi của cô. Nó đưa lên miệng nếm thử rồi cười nói. Trước mắt của mẹ mặn quá. À. <cười> Nó cười hiếp mắt, như muốn chọc mẹ cười theo. Nguyệt không kìm được mà bật cười. Nhưng đột nhiên, thằng bé biến mất trong chớp mắt. Đôi tay cô đang ôm con bỗng trở nên trống rỗng. Nguyệt gọi to. Con ơi! Con! con! Con ơi! Tiếng gọi của cô cứ vang vọng mãi, nhưng không có hồi âm. Thì thoảng cô lại nghe tiếng cười giòn tan của thằng bé từ đâu vọng lại tiếng gọi con của cô thất thanh rồi tan biến vào hư vô bỗng có ai đó gọi cô nguyệt nguyệt ơi nguyệt ơi cô giật mình mở mắt ra xung quanh toàn những người mặc áo trắng lạ mặt nhìn mãi cô mới thấy một khuôn mặt quen thuộc là khánh khánh nắm lấy tay cô giọt nước mắt còn lăn trên má ơn trời em tỉnh rồi anh cứ nghĩ em sẽ bỏ cha con anh mà đi đây là đâu nguyệt hỏi giọng yếu ớt bệnh viện em hôn mê một ngày rồi khánh đáp đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng em làm sao thế này nguyệt bối rối cố gắng nhớ lại em vừa ra khỏi bệnh viện thì bị một chiếc xe máy tông phải em không nhớ sao không nguyệt lắc đầu đôi mắt mở to em thấy em đang đi chơi với một cậu bé tội nghiệp lắm nó cứ gọi em là mẹ khánh nhíu mày giọng đầy lo lắng cậu bé nào em có nhớ gì thêm không nguyệt lắc đầu cố gắng nhớ lại nhưng mọi thứ cứ mờ nhạt như một giấc mơ xa xăm cô thở dài không rõ nữa cậu bé đó có dáng nhỏ nhắn gầy gò khuôn mặt buồn bã nó cứ nhìn em gọi em là mẹ và nắm lấy tay em thật chặt cảm giác như em đã biết nó từ lâu lắm rồi nhưng em không thể nhớ rõ là ai. Khánh siết chặt tay Nguyệt, giọng lo lắng. Em chắc là không phải đang tưởng tượng chứ. Có lẽ cú ngã mạnh đã khiến em có những giấc mơ kỳ lạ thôi. Nhưng em phải nghĩ ngơi nhiều hơn, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nguyệt im lặng một lúc, ánh mắt trầm tư. Cô biết giấc mơ này không giống những giấc mơ bình thường. Cậu bé ấy có điều gì đó thật quen thuộc, như thể Nguyệt đã gặp ở đâu đó trước đây. Không, Khánh à, em nghĩ chuyện này có liên quan đến đứa bé mà em đã bỏ nguyệt nói giọng rung rung đôi mắt đẫm lệ khánh nhìn vợ vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng anh hiểu nỗi dằn vặt của nguyệt nhưng cũng không biết làm sao để giúp cô thoát khỏi cảm giác tội lỗi ấy em đừng tự trách mình nữa đứa bé ấy không thể quay lại được chúng ta phải sống tiếp cho con cái và cho chính mình khánh nói cố gắng an ủi nguyệt nhìn khánh trong lòng trĩu nặng cô biết anh nói đúng nhưng bóng hình cậu bé trong giấc mơ cứ ám ảnh lấy cô như một dấu hiệu không thể bỏ qua cô không thể thoát khỏi ý nghĩ rằng cậu bé đang cố gắng liên lạc với cô từ thế giới khác một linh hồn chưa siêu thoát đang tìm kiếm sự tha thứ và an ủi lúc này linh cũng vừa tới nghe thấy câu chuyện giữa hai vợ chồng cô vội bước vào khuôn mặt vẫn còn chút căng thẳng mày tỉnh rồi à Nghe anh Khánh nói mà tao lo hết hồn. Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyệt, rồi tiếp tục, giọng ái ngại. Xin lỗi, lúc nãy tao vô tình nghe thấy chuyện của hai vợ chồng mày nói. Nguyệt mỉm cười yếu ớt, mắt hơi đục vì mệt mỏi, còn Khánh chỉ khẽ gật đầu. Linh hít một hơi sâu, giọng chân thành. Tao không biết phải nói sao cho mày đỡ lo lắng, nhưng tao có biết một sư thầy chuyên làm lễ cầu siêu cho những linh hồn chưa siêu thoát nhiều người cũng tìm đến thầy khi gặp chuyện tương tự hay vợ chồng mày thử liên hệ với thầy ấy xem sao nguyệt im lặng cảm giác như có chút hy vọng vừa được gieo vào lòng cô khánh cũng ngồi lặng người suy nghĩ về lời đề nghị của linh tao biết chuyện này khó tin nhưng nếu điều đó có thể giúp mày cảm thấy nhẹ lòng tao nghĩ nên thử linh tiếp tục giọng đầy khuyến khích khánh nhìn nguyệt ánh mắt do dự nhưng không muốn vợ tiếp tục chìm trong cảm giác tội lỗi anh nắm lấy tay nguyệt nhẹ nhàng nói nếu em thấy cần thiết mình sẽ thử chỉ cần em cảm thấy yên lòng hơn nguyệt gật đầu ánh mắt cô ánh lên chút hy vọng mong manh tao sẽ giúp mày liên lạc với thầy sớm nhất có thể linh nói khẽ vỗ nhẹ lên vai nguyệt sau khi nguyệt và ben xuất viện cô thành thật kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho bà liễu nghe bà cảm thấy cắn rứt và tội lỗi với thành kiến của mình đã khiến một đứa cháu vô tội của bà chưa kịp thành hình đã vội lìa xa nhân thế sau khi nghe nguyệt đề xuất mời thầy về làm lễ cầu siêu bà cũng gật đầu đồng ý ngay chỉ vài ngày sau thì sư thầy đến làm lễ sáng sớm thầy đã có mặt con bé khuê đang chơi vui vẻ ngoài sân thì sắc mặt bỗng tối sầm súng con bé cất cao giọng gọi mẹ mẹ ơi mẹ gọi người đến bắt em đỏ đi đúng không nguyệt chưa kịp trả lời con thì vị cao tăng đã tiến sát lại gần con bé rồi nói a di đà phật ta đến để giúp em đỏ của con vị cao tăng nhìn quanh rồi nói với nguyệt âm khí ở đây rất nặng cũng may hôm nay thầy đến chứ không nhà này sắp xảy ra đại họa thí chủ mau chuẩn bị đàn cầu siêu để thầy làm lễ cho vì được thầy hướng dẫn mua lễ vật trước rồi nên nguyệt đã chuẩn bị sẵn Dạ, bạch thầy, con đã chuẩn bị xong, mời thầy vào làm lễ ạ. À? Sư thầy theo bước chân của Nguyệt vào trong nhà và làm lễ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, hương khói nghi ngút. Sư thầy tụng kinh, làm lễ cầu siêu cho linh hồn đứa bé mà Nguyệt đã bỏ rơi. Nguyệt ngồi đó, lòng ngủ ngang, cô khẽ nắm lấy tay Khánh, đôi mắt đỏ hoe. Mọi người ngồi trang nghiêm phía sau thầy, chắp tay trước mặt mà khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Sau mỗi nhịp đọc kinh của thầy, khoảng một tiếng sau thì thầy tụng kinh xong, Nguyệt thấy con bé khuê vẫy vẫy về phía ngoài sân, sau đó con bé gọi to. "Em đó, em đi đâu thế?" Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy con bé cười buồn như đang đưa tiễn người đi xa, nó giật ống tay áo của Nguyệt rồi nói: "Em ấy đi rồi mẹ ạ, em ấy nói được chơi với mẹ một hôm, em ấy vui lắm, giờ em ấy còn phải đi đầu thai." để tiếp tục được nhìn thấy thế giới tươi đẹp. Em ấy bảo con chăm sóc mẹ thật tốt. Nghe những lời ngây thơ của Khuê, Nguyệt như vỡ òa. À. Cô không kiềm chế được nữa, ôm chầm lấy con bé vào lòng, khóc nức nở. Nước mắt cứ thế tuôn trào, từng giọt thấm vào tóc của Khuê, còn con bé chỉ đứng yên, không nói thêm gì. Trong lòng Nguyệt, mọi cảm xúc đang xen, sự giằng vặt và tội lỗi dần được giải tỏa nhưng nỗi đau của một người mẹ từng bỏ con mình sẽ mãi không thể nào phai nhòa cô cảm thấy như vừa chia tay với một phần trong quá khứ với một đứa con mà cô không bao giờ có cơ hội ôm trọn trong vòng tay người khẽ vuốt tóc khuê thì thầm trong tiếng nấc mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi con hãy tha thứ cho mẹ con bé khuê chẳng hiểu gì cũng khẽ gật đầu đôi mắt tròn trong veo rồi lặng lẽ nắm chặt tay mẹ bầu trời bên ngoài dần sáng lên mang theo những tia nắng đầu tiên của một ngày mới nguyệt biết rằng báo ứng luôn xảy ra và việc làm sai trái của cô đã cướp mất mạng sống của đứa con chưa kịp chào đời và suýt nữa lấy đi sinh mạng của thằng ben thằng con quý tử mà cả gia đình cô hằng mong ngóng bây giờ việc cô cần làm là cầu cho đứa con xấu số, số của mình tìm được một người mẹ tốt luôn yêu thương, che chở và bản thân cô phải học cách tha thứ cho bản thân và sống tiếp cho tương lai, cho những đứa con còn đang cần sự yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Nếu cảm thấy câu chuyện hay, ý nghĩa thì hãy ấn like và để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên ấn subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.